Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 69. Nghe nói Long Khuynh Vũ qua lại rất gần với Diệp Càn Khôn tại Cấm Địa Luân Hồi, cho nên người của các thế lực lớn đồng loạt ra tay diệt Tổ Long Điện. Buổi sáng hôm nay, Điện Chân Võ phát ra mệnh lệnh mới nhất, bất kỳ ai mang họ Diệp đều phải giết chết. Cho nên chúng tôi nghe thấy cô ta gọi đại nhân là anh Diệp nên mới ra tay. Nghe đến đó, sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng dâng lên lửa giận ngút trời. Ban đầu, anh dùng tên Diệp Càn Khôn bởi không muốn để người bên cạnh chịu ảnh hưởng. Trăm triệu không ngờ tới, người của Điện Chân Võ tìm không thấy Diệp Càn Khôn, liền muốn giết sạch tất cả người mang họ Diệp. Thật là phát rồ. Chỉ cùng họ liền phải giết chết. Chẳng lẽ là ý của Sở Vị Ương và Sở Sở? Một giây sau, Diệp Bắc Minh không hề khách khí lấy ra một cái mặt nạ màu tím, chậm rãi đeo lên. Tô Tử Lăng dọa đến ngây người, anh Diệp, anh điên rồi. Đây là... Người thu võ tại chỗ cũng sững sờ. Bọn họ quá quen thuộc với tấm mặt nạ này. Trên đại hội chân võ, rất nhiều người đều gặp Diệp Càn Khôn đeo mặt nạ. Hít hà. Vô số người tu võ xung quanh hít sâu một hơi, con người điên cuồng co rụt lại, trời ạ. Là Diệp Bắc Minh. Đù, đù, đù má. Mẹ nhà nó, Diệp Càn Khôn chính là Diệp Bắc Minh. Không khí tại hiện trường nổ tung. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh. Toàn thân người đàn ông vạm vỡ run rẩy, há to miệng vô cùng hoảng sợ. Diệp Bắc Minh tiện tay bóp nát cổ người này. Gào giống. Tiếng rồng ngâm vang lên, sát ý điên cuồng tăng vọt. Dưới chân núi Tổ Long, toàn bộ người thu võ đều bị giết chết. Diệp Bắc Minh cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trong tay, quay người nhìn về hướng núi Tổ Long, chư vị tiền bối, thật xin lỗi. Chuyện xảy ra với Tổ Long Điện toàn bộ đều bắt nguồn từ tôi sẽ báo thù thay cho mọi người. Nếu như oan hồn của chư vị tiền bối tin tưởng tôi, vậy dừng mưa máu lại đi. Ha 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 ha. Trong màn sương máu tại núi Tổ Long truyền ra tiếng cười lạnh, cậu dựa vào đâu mà báo thù cho chúng tôi? Cậu đủ tư cách sao? Có loại thực lực đó sao? Ong. Sương máu ngưng tụ thành một con huyết long, lạnh lẽo nhìn chăm chú Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh bất ngờ, nhưng vẫn mở miệng đáp tiền bối, tất cả đều bởi vì tôi. Huyết Long lạnh giọng nói, cậu suy nghĩ nhiều, những người này sớm đã mơ ước Long Mạch Tổ Long tại núi Tổ Long. Huyết Long lạnh giọng nói, cậu suy nghĩ nhiều, những người này sớm đã mơ ước Long Mạch Tổ Long tại núi Tổ Long. Cậu, chỉ là một cái cớ mà thôi. Muốn thay chúng tôi báo thù, được, tổng cộng có 379 người từ các tông môn đã ra tay, trong đó có cả thế lực đỉnh cấp của thế giới Tam Thiên. Cậu có thể làm được không? Diệp Bắc Minh không chút do dự trả lời, có thể. Ha ha ha, một kẻ ngông cuồng. Huyết Long cười lạnh một tiếng, cậu dám khinh nhờn núi Tổ Long, cậu cũng nên chết. Sương máu dâng trào khắp nơi, Huyết Long lao xuống phía Diệp Bắc Minh. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên, Huyết Long, ông muốn làm tổn thương đến chủ nhân của tôi sao? Bù! Sau lưng Diệp Bắc Minh. Bóng mờ của tháp Càn Khôn Trấn Ngục hiện lên. Giờ phút này, Tô Tử Lăng hoàn toàn biến thành một pho tượng. Bất động đứng tại chỗ. Thời gian tạm dừng. Lực lượng mạnh mẽ phóng ra, Huyết Long đang lao xuống bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng nện xuống núi Tổ Long, nhấc lên bụi mù đầy trời. Diệp Bắc Minh bất ngờ, đây là lực lượng của tiểu tháp. Thật mạnh. Huyết Long giật nảy mình, là ông, làm sao có thể? Chờ chút đã, ông vừa gọi cậu ta là chủ nhân. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười lạnh, nếu như cậu ta cũng không thể báo thù cho Tổ Long Điện, toàn bộ thế giới Tam Thiên không ai có thể làm được. Nếu ông muốn báo thù, hiện tại lập tức liền tiến vào bên trong di tích Côn Luân Thượng Cổ, sau này nghe theo chủ nhân của tôi. Di tích Côn Luân Thượng Cổ. Huyết Long khiếp sợ. Toàn thân run rẩy, các người mở ra di tích Côn Luân Thượng Cổ rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bật cười, cậu ta là người được ông trời chọn lựa, mở ra di tích Côn Luân Thượng Cổ có gì kỳ quái? Người được ông trời chọn lựa.
thân thể huyết long chấn động. Huyết long sững sờ nhìn Diệp Bắc Minh, hoàn toàn yên lặng. Tháp Càn Khôn chấn ngục không nói bất kỳ lời thừa nào, Long Tổ, hiện tại nói cho bản tháp lựa chọn của ông. Là tiến vào di tích Côn Luân Thượng Cổ, nghe lệnh của chủ nhân tôi. Hay bị bản tháp cắn nuốt, hoàn toàn hóa thành hư vô. Long Tổ không chút do dự trả lời, cậu ta đã là người được ông trời chọn lựa, tôi còn phải lựa chọn sao? Đương nhiên là tiến vào di tích Côn Luân Thượng Cổ, để cậu ta sai xử. Tháp Càn Khôn chấn ngục hài lòng mở miệng, coi như ông thức thời. Nhóc, mở ra thế giới không gian bỏ túi. Diệp Bắc Minh làm theo. Thế giới không gian bỏ túi mở ra. Giống. Long Tổ rít gào, hóa thành một ánh sáng đỏ chui vào trong thân thể Diệp Bắc Minh. Quả nhiên là di tích Côn Luân Thượng Cổ. Long Tổ xuất hiện bên trong thế giới không gian bỏ túi, cực kỳ kích động. Một giây sau. Ông ta đâm đầu thẳng vào Long Thai Trì, bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là chủ nhân của tôi. Diệp Bắc Minh ngây ra như phỗng. Hồn phách của một con Long Tổ cứ thế nhận anh là chủ. Quả thực chẳng khác gì nằm mơ. Tiểu Tháp, cái gì là người được ông trời chọn lựa? Diệp Bắc Minh biết, tất cả đều bởi vì mấy chữ này. Người được ông trời chọn lựa. Tháp Càn Khôn chấn ngục nghiêm túc mở miệng. Sau này cậu sẽ biết, tôi chỉ có thể nói cho cậu, hàng tỷ tỷ cái thế giới tam thiên cũng chưa chắc có thể sinh ra được một người được ông trời chọn lựa. Tôi gặp được cậu không phải phúc phận của cậu, mà là vận mệnh của tôi. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Với lai lịch của Tiểu Tháp lại nói ra loại lời này. Bỗng nhiên, giọng nói của Long Tổ vang lên, chủ nhân, đừng lãng phí đống long huyết của Tổ Long Điện. Cậu mau hấp thu chúng đi. Tinh hoa long huyết có thể làm sống lại người chết, càng có thể nâng cao cảnh giới. Hô hấp Diệp Bắc Minh dồn dập, Long Tổ, ông nói cái gì? Anh ngẩng đầu nhìn về hướng núi Tổ Long, ông nói những tinh hoa long huyết này có thể làm sống lại người chết. Đúng vậy, chủ nhân. Long Tổ trả lời. Diệp Bắc Minh lập tức nói, thần hồn của trăm vị sư phụ tôi đang ở ngay bên dưới Long Thai Trì. Những long huyết này có đủ để giúp họ sống lại không? Long Tổ suy tư một chút, nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù không thể khiến bọn họ lập tức sống lại, nhưng có thể giúp bọn họ rèn đúc thân thể long huyết. Được, làm như vậy đi. Diệp Bắc Minh quả quyết nói. Chủ nhân, ngài chắc chắn chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Long Tổ hơi chần chờ. Không nhịn được mở miệng, nơi này có tinh hoa long huyết của mấy chục con long vương. Nếu cậu hấp thu toàn bộ, có thể trực tiếp tiến vào cảnh giới tạo hóa. Dùng để rèn đúc thân xác cho trăm người này có phải quá lãng phí rồi không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, không cần nhiều lời. Long Tổ, lập tức rèn đúc thân thể long huyết cho trăm vị sư phụ của tôi. Thấy Diệp Bắc Minh kiên trì, Long Tổ không dám thất lễ. Gào giống. Ông ta thét dài một tiếng. Xương máu trên núi Tổ Long ngưng tụ, hóa thành trăm con huyết long. Chúng nhao nhao xông vào thế giới không gian bỏ túi trong cơ thể Diệp Bắc Minh, dung nhập vào trong Long Thai Trì. Trong phút chốc, nước hồ Long Thai Trì đỏ lòm như nhuốm máu tươi. Dưới đáy nước, phía trên trăm tòa mộ bia, một loạt thân thể màu đỏ chậm rãi ngưng tụ. Bọn họ được một bong bóng đỏ như máu bao vây lại. Có thể thấy rõ ràng nội tạng và mạch máu của thân thể màu đỏ bên trong. Một thứ đồ như cuống rốn nối liền với mộ bia bên dưới. Đây là... Chuyện gì xảy ra vậy? Long huyết, đây là hơi thở của long huyết. Thần hồn của trên trăm vị sư phụ đồng thời thức tỉnh, bọn họ thông qua mộ bia tiến vào trong thân thể long huyết. Diệp Bắc Minh siết chặt nắm đấm, sư phụ, quá tốt rồi. Mọi người có thể sống lại. Minh Nhi, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Diệp Bắc Minh giải thích ngọn nguồn. Sau khi biết được Diệp Bắc Minh ngưng tụ thân thể long huyết cho bọn họ, ai ai cũng vô cùng kích động. Địch mẹ! Thân thể long huyết! Tôi đã bảo không uổng công thương yêu tên nhóc này mà. Giọng điệu của chư vị sư phụ kích động. Dược phương quỷ cốc tán thưởng, khá lắm nhóc. Long huyết chiến thần cười to, ha 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 ha.
lần này ông đây là long huyết chiến thần chân chính rồi. Diệp Bắc Minh bật cười, các sư phụ, có chuyện gì sau này hãng nói. Mọi người mau chóng củng cố thần hồn, chờ sống lại đi. Được, nghe đồ nhi. Âm thanh của trăm vị sư phụ dần dần yên tĩnh lại. Diệp Bắc Minh đang định rời khỏi thế giới không gian. Anh lại kinh ngạc phát hiện, trên đống phế tích hòn đảo trung tâm Long Thai chỉ xuất hiện một cái cây nhỏ đỏ như máu. Cao chừng một người. Toàn thân đỏ tươi. Như thể ngưng tụ từ máu tươi. Đây là cái gì? Long Tổ giải thích, chúc mừng chủ nhân, vật này tên là Long Huyết Bồ Đề. Diệp Bắc Minh sững sờ. Dường như nghĩ đến điều gì đó. Anh nhanh chóng lấy ra thần nông bách thảo kinh, lật đến một tờ trong đó. Trên giấy vẽ một gốc cây Long Huyết Bồ Đề giống y như đúc. Vật này chỉ có thể sinh ra tại nơi chân Long ngã xuống. Cực kỳ hiếm thấy. Lá cây có thể giải bách độc. Dịch cây có thể lấy lại sinh cơ, cầm máu, tẩy sẹo. 1.000.000 năm nở hoa một lần, hoa có thể chữa trị thần hồn không trọn vẹn. 1.000.000 năm kết quả, trái cây có thể tái tạo thân xác. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, mẹ, đây chẳng phải là thần dược chân chính. 1.000.000 năm mới trưởng thành cũng quá lâu, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể sử dụng lá cây. Siết chặt năm ngón tay, đúng rồi, con gái của mình được cứu rồi. Con người anh nhíu lại, lập lòe sát ý, trước tiên mang con gái của mình về đã, rồi hỏi xem rốt cuộc Sở Vị Ương có ý gì. Đúng lúc này, Long Tổ nhắc nhở một câu, chủ nhân, nếu cần chiến đấu có thể gọi tôi. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, gọi ông để làm gì? Long Tổ ngạo nghễ cười, trong vòng 10 hô hấp, tăng sức chiến đấu cho cậu gấp 10 lần. Đù! Diệp Bắc Minh chửi thề, đôi mắt đỏ lên, Long Tổ, ông đang không nói đùa chứ? Với thực lực hiện tại của anh, dựa vào tháp càn khôn chấn ngục đại khái có thể giết chết cảnh giới động hư sơ kỳ trong nháy mắt. Nếu có Long Tổ bổ sung, tăng sức chiến đấu lên gấp 10 lần. Liệu có thể giết chết tồn tại trên cả cảnh giới động hư không? Long Tổ khẳng định trả lời, thuộc hạ không nói đùa. Khoảnh khắc rời khỏi thế giới không gian. Giải trừ thời gian dừng lại. Thân thể mềm mại của Tô Tử Lăng run lên, khôi phục bình thường, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Xương máu trên núi Tổ Long và Diệp Bắc Minh sớm đã biến mất không thấy. Chấm chấm. Trên không trung quảng trường chân võ. Ầm. Một đạo kiếm khí giáng từ trên trời xuống, hung hăng rơi xuống đại điện trên quảng trường chân võ. Tiếng động loảng xoảng long trời lở đất vang lên, đại điện ầm ầm nổ tung, vô số người tu võ lao ra. Bọn họ khiếp sợ nhìn về phía kiếm khí đánh úp lại, người nào? Thật to gan, nơi này là điện chân võ, ai dám ra tay ở nơi này? Cút ra đây cho lão phu. Xoẹt. Tiếng rồng ngâm vang lên, kiếm khí đỏ như máu cuốn tới. Mấy lão già vừa lao ra khỏi điện chân võ lập tức nổ tung. Hóa thành xương máu tiêu tán. Người nào? Những người còn lại lui lại, vô cùng kinh hãi. Một giây sau. Một thanh niên mang theo mặt nạ màu tím xuất hiện, đứng lơ lửng trên không trung. Diệp Càn Khôn. Sao mày dám tới đây? Mọi người trong điện chân võ giật mạnh mí mắt, còn tưởng rằng đã nhìn nhầm. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn, chẳng phải các người muốn đuổi giết tôi sao? Diệp Càn Khôn đến rồi, Sở Vị Ương cút ra đây. Giọng nói ầm ầm như sấm rền, trong nháy mắt truyền khắp thành chân võ. Cái gì? Đầu óc của mọi người trong điện chân võ đơ ra, ngây dại đứng yên tại chỗ, hoàn toàn choáng váng. Diệp Càn Khôn tới. Ông trời của tôi ơi, anh ta lại dám xuất hiện. Thật quá ngông cuồng. Đù, thật hay giả. Bên trong thành chân võ sôi trào. Bất luận đang bế quan hay đang nghỉ ngơi, chữa thương, hay đang ngủ. Toàn bộ người tu võ đều lao ra khỏi phòng, đi về phía quảng trường chân võ. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong điện chân võ. Diệp Càn Khôn đến, Sở Vị Ương cút ra đây. Âm thanh truyền đến. Sở Sở che miệng lại, chị, anh ta tới. Sở Vị Ương hơi há miệng, này.
Sở Thiên Hằng không thể tưởng tượng nổi, tên này lại tự xuất hiện. Chúng ta đi, đi gặp tên này. Đôi mắt già nua của Sở Thiên Hằng nhíu lại. Sở Vị Ương quay người chạy ra ngoài điện, bố, con đi xem trước. Giờ phút này, trên quảng trường chân võ đã tụ tập mấy chục triệu người tu võ. Còn náo nhiệt hơn cả đại hội chân võ. Quả thật là Diệp Càn Khôn. Điện chân võ truy nã anh ta lại còn dám xuất hiện. Dây thần kinh nào của tên này nối sai rồi vậy? Nếu tôi mà là anh ta, tuyệt đối sẽ trốn đi, vĩnh viễn không xuất hiện. Đám người tưng bừng thảo luận. Sau khi hai người Lý Thất Dạ và Giao Cơ ra khỏi cấm địa luân hồi, bọn họ không rời khỏi thành chân võ ngay. Hai người đứng trong đám người. Cùng ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh, rồi liếc nhìn nhau. Thật là một tên điên. Lý Thất Dạ yên lặng hồi lâu, cuối cùng dặn ra một câu. Trong lòng Giao Cơ nổi lên sóng to gió lớn, khiêu khích điện chân võ, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Lý Thất Dạ lắc đầu, hành vi của người điên, không ai hiểu. Nếu như là tôi, trốn đi để trưởng thành là lựa chọn tốt nhất. Anh ta tới đây chẳng khác gì chịu chết. Một bên khác của đám người. Thiếu nữ chỗ ghi danh ngây người, ông nội, sao anh ta lại tới đây? Anh ta điên rồi sao? Ông lão bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, anh ta vốn dĩ là kẻ điên. Nếu Diệp Bắc Minh là sát thần, vậy Diệp Càn Khôn chính là điên thần. Điên trong kẻ điên. Đúng lúc này. Sở Vị Ương xuất hiện, cô ta lo lắng nháy mắt với Diệp Bắc Minh, Diệp Càn Khôn, nơi này là điện chân võ, không tới lượt anh diễu võ dương oai. Còn không mau cút đi. Một giây sau. Con gái, con nôn nóng bảo anh ta cút đi làm gì? Sở Thiên Hằng xuất hiện sau lưng Sở Vị Ương. Bố, con người Sở Vị Ương khẽ co rụt lại. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, nhìn Sở Thiên Hằng và người sau lưng ông ta cảnh giới động hư. Tổng cộng 6 người. Sở Thiên Hằng khoảng chừng cảnh giới động hư trung kỳ, 5 người khác đều là sơ kỳ. Chát! Ngay trước mặt mấy chục triệu người, ông ta tát cho Sở Vị Ương đập xuống mặt đất. Sau đó giẫm một chân lên đầu cô ta, thứ ăn cây táo rào cây sung. Tao sớm đã nhìn ra mày muốn cứu nó, bằng không thì tại sao điện chân võ không thể tìm được con kiến này suốt 3 ngày. Đáng tiếc, chính con kiến này lại phát điên rồi, còn dám đến điện chân võ. Kéo xuống. Quát khẽ một tiếng. Rõ. Một lão già giang hồ giẫm chân một cái, sau lưng sấm sét ầm ầm. Ầm. Hơi thở của cảnh giới động hư hoàn toàn bộc phát. Bịch. Mấy chục triệu người tu võ trên quảng trường chân võ đồng loạt quỳ trên mặt đất, ngay cả Lý Thất Dạ và Giao Cơ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ông nội, đây là sức mạnh gì? Thiếu nữ chỗ ghi danh vô cùng hoảng sợ. Ông lão bên cạnh nằm dạp trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảnh giới động hư. Đây là cảnh giới động hư. Cảnh giới không thuộc về thế giới này. Lúc này, lão già giang hồ đã đi đến trước người Diệp Bắc Minh, tia chớp lấp lóe trong hư không xung quanh, tên kia, trong chớp mắt sức mạnh sấm sét xuyên thấu thân thể của mày, kinh mạch của mày sẽ nứt toác, đan điền bị đốt trọi. Thừa nhận cơn đau nhức kịch liệt do tan xương nát thịt, nhưng mày sẽ không chết. Điểm này mày có thể yên tâm, bởi vì tứ gia muốn mày sống. Ầm ầm. Dứt lời, sức mạnh sấm sét càn quét về phía Diệp Bắc Minh. Trên mặt lão già giang hồ hiện lên nụ cười gằn, dường như lão ta đã thấy cảnh Diệp Bắc Minh nằm yên như con sâu mềm trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh nở nụ cười, nếu ông đã thích hủy hoại kinh mạch và đan điền của người khác như vậy, không bằng ông nếm thử trước đã. Lão già giang hồ sững sờ, mày nói cái gì? Một giây sau, kiếm không tên đột nhiên bộc phát, mấy chục tia chớp màu đỏ ngòm xuất hiện. Chúng va chạm với tia chớp lão già giang hồ triệu hồi ra, lập tức khiến tia chớp của lão già kia dập tắt. Sao có thể? Trong nháy mắt lão già giang hồ thất thần. Ầm ầm. Mấy chục đạo tia chớp màu đỏ giáng xuống người lão ta, gân mạch toàn thân nổ tung, đan điền trực tiếp tan vỡ. Lão ta đập mạnh xuống đất như một con chó chết. Máu thịt cháy khét lẹt. Trên trời truyền đến một giọng nói lạnh nhạt, thoải mái không? Mày,
Lão già giang hồ hoảng sợ chỉ vào Diệp Bắc Minh. Thoải mái đủ rồi thì ông có thể lên đường. Một bàn chân đi giày hung hăng đạp xuống. Ầm. Đầu lão già giang hồ nổ tung, thần hồn hoảng sợ phóng lên cao. Nổ cho tôi. Diệp Bắc Minh bỗng quát lên, kiếm không tên đánh ra một tia chớp màu đỏ ngòm, giáng trúng thần hồn của lão già giang hồ. Thần hồn tan thành mây khói. Hít hà. Quảng trường chân võ vang lên một loạt tiếng hít ngược khí lạnh, Diệp Càn Khôn mạnh như vậy từ lúc nào? Không ai có thể trả lời. Lý Thất Dạ run lẩy bẩy, thực lực của anh ta có thể chém giết cảnh giới động hư. Giao Cơ trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt như muốn nứt toạc, bên trong cấm địa luân hồi, lúc thời gian đình chỉ anh ta chém giết mấy cảnh giới động hư thì thôi đi. Dưới tình huống một chọi một, dựa vào thực lực của mình mà anh ta có thể giết chết cảnh giới động hư. Trời ạ! Ông lão và cháu gái chỗ ghi danh sớm đã chấn động không nói nên lời. Sở Sở nhìn chòng chọc vào chân Diệp Bắc Minh, cô ấy biết đôi giày kia. Nó thuộc về Diệp Bắc Minh. Thật sự là anh ta. Đôi mắt đẹp của Sở Sở hiện lên vẻ vui mừng, anh ta mạnh như vậy từ bao giờ? Thân thể mềm mại của Sở Vị Ương cứng nhắc, làm sao có thể? Khóe miệng Sở Thiên Hằng co giật, khuôn mặt già nua lóe lên hiện vẻ khiếp sợ rồi biến mất, tên già này, giấu sâu lắm đấy. Mày cũng là cảnh giới động hư, nói đi, rốt cuộc mày là lão quái vật nào? Đeo một tấm mặt nạ, dùng tên giả Diệp Càn Khôn, mày muốn rời khỏi thế giới này. Ông ta suy đoán, dưới mặt nạ màu tím nhất định là một lão quái vật sống vô số năm. Cảnh giới của đối phương chắc chắn cũng là cảnh giới động hư. Bằng không thì hoàn toàn không thể giết lão già giang hồ trong nháy mắt. Diệp Bắc Minh bật cười, bị ông phát hiện rồi, ông quá thông minh. Sao ông biết tôi là cảnh giới động hư? Nhớ đâu tôi là cảnh giới thiên huyền thì sao? Nghe hiểu ý trào phúng của Diệp Bắc Minh. Mặt già của Sở Thiên Hằng trầm xuống, tìm chết. Đợi lão phu bắt lại mày, vạch trần mặt nạ của mày sẽ biết hết thảy. Đồng loạt ra tay, bắt lại lão già này. Một chân đạp bay Sở Vị Ương dưới chân. Rõ. Bốn lão già cảnh giới động hư khác gật đầu, sải bước lên trước. Từ trên cao nhìn xuống, năm người nhanh chóng tản ra, bày ra tư thế ngôi sao năm cánh vây công Diệp Bắc Minh. Mà lúc này, Diệp Bắc Minh lại không có bất kỳ động tác gì. Thậm chí còn thu lại kiếm không tên. Một lão già có tròm râu dê trần trờ, xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh ta lại chẳng có phản ứng gì? Một lão già mặc áo bào đen cười lạnh, bốn cảnh giới động hư sơ kỳ, một cảnh giới động hư trung kỳ cùng liên hợp lại tấn công. Anh ta có bất kỳ phản ứng gì cũng là dư thừa, tất nhiên là đứng chờ chết thôi. Giết! Một giây sau. Năm người chỉ còn cách Diệp Bắc Minh chưa đến 10 mét. Không khí xung quanh vặn vẹo, lực lượng của cảnh giới động hư gần như xé rách anh. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng Diệp Bắc Minh đang ngồi chờ chết. Khóe miệng anh hiện lên nụ cười nghiền ngẫm, Long Tổ, lần đầu tiên thể hiện đừng khiến tôi thất vọng. Giọng Long Tổ truyền đến, chủ nhân, như cậu mong muốn. Gào giống, một tiếng rồng ngâm như muốn xuyên thủng bầu trời vang lên. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mấy chục triệu người tu võ. Bóng mờ của một con huyết long cao ngàn mét xuất hiện sau lưng Diệp Bắc Minh. Thân thể Diệp Bắc Minh run lên, gắt gao nắm chặt kiếm không tên, lực lượng thật là mạnh mẽ. Như thể nắm chặt trời, trăng, sao trong tay. Cổ tay chợt nhấc, kiếm không tên chém ra. Phụt. Rơi xuống người lão già có tròm râu dê, xương máu nổ tung, ngay cả thần hồn của lão ta cũng mai một trong khoảnh khắc. Vù một tiếng, kiếm không tên chuyển hướng, lão già mặc áo bào đen bỗng co rụt con ngươi lại, đừng. Ầm. Xương máu bay tán loạn. Lão quái vật này có vấn đề, mau lui lại. Khuôn mặt già nua của Sở Thiên Hằng biến sắc, nhanh chóng lùi về sau. Hai lão già cảnh giới động hư khác phản ứng chậm nửa nhịp. Diệp Bắc Minh chợt sải bước lên trước, đuổi kịp hai người, kiếm trong tay rơi xuống. Trong chớp mắt hai vị cảnh giới động hư tiếp xúc với kiếm không tên, hai đám xương máu bỗng nổ tung. Địch mẹ, địch mẹ, địch mẹ.
Trái tim của mấy chục triệu người tu võ trên quảng trường suýt chút nữa bị dọa đến nổ tung. Quá kinh khủng. Đây chính là cảnh giới động hư đó. Diệp Càn Khôn còn là người không? Bất luận là Lý Thất Dạ, Giao Cơ, hay là đám người Sở Vị Ương, Sở Sở, ông lão và cháu gái chỗ ghi danh đều duy trì hành động đờ đẫn. Chém giết 5 tên cảnh giới động hư chỉ tốn vừa đúng 5 giây. Sở Thiên Hằng sớm đã bị dọa sợ đến vỡ mật, ông ta điên cuồng lao đến chỗ sâu nhất trong điện chân võ. Ông ta xông vào trong một đại điện cổ xưa, trong lòng không ngừng gào thét địt. Địt, địt. Ai có thể nói cho tôi chuyện này rốt cuộc là như thế nào không? Sao thế giới Tam Thiên lại có thể có lão quái vật đáng sợ như thế được? Lão quái vật này rốt cuộc là ai? Lúc trong lòng Sở Thiên Hằng đang nghĩ đến điều này, âm thanh như tử thần vang lên, đừng có chạy. Cái gì? Sở Thiên Hằng quay đầu, vừa vặn đối mặt với tấm mặt nạ màu tím kia. Mày! Con người ông ta co rụt lại, đang muốn mở miệng. Một kiếm chém xuống, tiếng động trầm đục vang lên. Đây là âm thanh xương cốt toàn thân đứt lìa, máu tươi phun ra, một miếng cổ ngọc trên người ông ta răng rắc nổ tung. Một giây sau. Sở Thiên Hằng cảm thấy mặt mình tiếp xúc thân mật với mặt đất. Gạch trong đại điện vỡ ra, đầu ông ta như muốn chúi sâu xuống đất. Đang định đứng lên, một cái chân chợt dẫm lên đầu ông ta, chính Sở Vô Trần chọc đến tôi giết anh ta, rất công bằng. Các người muốn giết tôi, báo thù cho anh ta thì được. Tại sao phải giết những người khác có liên quan đến tôi? Còn muốn giết sạch người họ Diệp trong họ Diệp. Cho tôi một lý do. Sở Thiên Hằng đau đến toàn thân run rẩy, nhếch miệng cười to, ha 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 ha, nhà họ Sở giết mấy con kiến hôi thôi, cần gì lý do. Ồ. Diệp Bắc Minh gật đầu. Lười nói nhảm thêm câu nữa. Nếu đã vậy, ông có thể chết rồi. Sở Thiên Hằng run giọng nói, lão già, mày dám. Dưới chân Diệp Bắc Minh giẫm thật mạnh. Đầu Sở Thiên Hằng nổ tung. Dứt khoát, gọn gàng. Thần hồn phát điên lao ra khỏi cơ thể, mày. Sao mày dám? Sở Thiên Hằng nằm mơ cũng chẳng thể tưởng được, tên này lại điên cuồng đến như thế. Trực tiếp giẫm nát đầu của ông ta. Con người Diệp Bắc Minh đọng lại, thần hồn cũng chết luôn đi. Nỗi sợ hãi lan tràn khắp toàn thân Sở Thiên Hằng. Thần hồn bỏ chạy ra bên ngoài đại điện. Đúng lúc Sở Vị Ương và Sở Sở chạy vào trong. Thần hồn Sở Thiên Hằng vô cùng hoảng sợ, trốn sau lưng hai người, Vị Ương, Sở Sở, hai đứa mau cứu ta. Diệp Bắc Minh đeo mặt nạ màu tím, cầm kiếm không tên trong tay bước từng bước lại gần. Anh Diệp! Sở Vị Ương cắn chặt môi đỏ, anh có nhớ mình còn nợ tôi một điều kiện không? Diệp Bắc Minh dừng lại, khá bất ngờ, cô biết là tôi. Sở Vị Ương gật đầu. Chỉ vào chân Diệp Bắc Minh, anh Diệp, giày của anh đã bị lộ. Diệp Bắc Minh cúi đầu xem xét. Giày hồi lực. Khóe miệng anh co quắp. Anh tiện tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt chân thật của mình. Sở Sở nhảy dựng lên, a, à, quả nhiên là anh, Diệp Bắc Minh. Mặc dù Sở Vị Ương sớm đã đoán được thân phận thật sự của Diệp Càn Khôn. Nhưng giờ phút này, lúc nhìn thấy gương mặt dưới mặt nạ kia, đôi mắt đẹp vẫn khẽ co rụt lại. Thần hồn của Sở Thiên Hằng chấn động, mày, trẻ tuổi như vậy, sao có thể? Thằng kia, rốt cuộc mày là ai? Diệp Bắc Minh không trả lời, bình tĩnh nhìn Sở Vị Ương, cô chắc chắn muốn dùng điều kiện thứ ba để bảo vệ một mạng cho ông ta. Sở Vị Ương cắn cắn môi đỏ, gật đầu, đúng vậy. Anh Diệp, cầu xin anh bỏ qua cho bố của tôi. Diệp Bắc Minh thu lại sát ý, được, tôi không giết ông ta. Sở Vị Ương chắp tay, cúi đầu cảm ơn anh Diệp. Diệp Bắc Minh lười nói thêm lời vô ích, con gái của tôi đâu? Hôm nay tôi muốn dẫn con bé đi. Chuyện này. Sở Vị Ương chần chờ. Sao vậy? Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, dâng lên dự cảm không tốt, chẳng lẽ xảy ra bất trắc? Anh Diệp, anh yên tâm. Con gái của anh không có việc gì. Sở Vị Ương vội vàng giải thích. Diệp Bắc Minh nhíu mày, nói, con bé ở đâu?
Sở Vị Ương nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, chậm rãi giải thích, tình huống của cô bé rất không lạc quan, tôi chỉ đành tạm thời phong ấn lực lượng phản vệ trong cơ thể cô bé, đưa cô bé đến chỗ sư phụ của tôi. Cô nói gì cơ? Diệp Bắc Minh lập tức tiến lên, không chút khách khí bóp lấy cổ Sở Vị Ương. Không hề mảy may thương hương tiếc ngọc. Cảm giác hít thở không thông ập tới. Sở Vị Ương, cô cứu con gái của tôi đồng ý làm việc cho cô. Nếu như nhà họ Sở làm tổn thương đến một cọng lông tơ của con gái tôi muốn cô chết không có chỗ chôn. Sở Sở biến sắc, Diệp đại ca, đừng. Sắc mặt Sở Vị Ương tím tái, anh Diệp, anh nghe tôi giải thích đã. Sư phụ tôi là một thần y, bà ấy không phải người của nhà họ Sở. Tôi có thể dùng tính mạng và sơ tâm võ đạo của tôi để thề, Diệp Tâm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Tôi có thể báo tin cho sư phụ tôi ngay lập tức, để bà ấy đưa Diệp Tâm về. Diệp Bắc Minh chậm rãi buông lỏng tay, lập tức, ngay lập tức. Thân thể Sở Vị Ương mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất như một con vịt con. Cô ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Bắc Minh, anh Diệp, rốt cuộc anh đã đến cảnh giới gì rồi? Cảnh giới chân huyền, hay là cảnh giới thiên huyền, hoặc cảnh giới chúa tể, cảnh giới động hư? Diệp Bắc Minh quét mắt nhìn cô ta, đừng nói nhảm nữa, tôi muốn con gái của tôi. Sở Vị Ương gật đầu, được. Cô ta lấy ra một đồng đăng phong cách cổ xưa, rạch ngón tay. Máu tươi nhỏ vào trong đó, trở thành dầu thắp đốt lửa. Trong ngọn lửa hiện lên khuôn mặt của một bà lão, đồ nhi, liên hệ vi sư có chuyện gì sao? Sở Vị Ương vội vàng nói, sư phụ, tình huống của cô bé kia thế nào rồi? Bà lão nhếch miệng cười, lần này con lập công lớn. Trong cơ thể cô bé này mang huyết mạch thiên ma thần. Đồng thời đã phản tổ, có được huyết mạch thiên ma thần đời thứ ba. Đáng tiếc bị lực lượng của thiên ma thần phản phệ, suýt chút nữa mất mạng. Vi sư chỉ cần lại để cho cô bé phản tổ thêm hai lần nữa là có thể lấy được máu của thiên ma thần đời thứ nhất. Nói đến đây, sắc mặt bà lão ửng hồng. Vô cùng kích động, con biết điều này có ý nghĩa như thế nào không? Máu thịt của thiên ma thần có thể luyện chế ra luân hồi tạo hóa đan. Vi sư chỉ cần dùng vật này là có thể phản lão hoàn đồng, trở lại tuổi trẻ. Sở Vị Ương hoàn toàn ngây dại, sư phụ, người. Không thể. Cô bé này là con gái của một người bạn của con, người không thể làm như vậy. Nụ cười của bà ta cứng lại, hừ lạnh một tiếng. Thanh đồng đang dập tắt, hình ảnh im bặt. Sắc mặt Diệp Bắc Minh bên cạnh rất khó coi. Sau lưng anh, 9 con ma long gào thét, lửa giận trong lòng không thể ngăn chặn, bốc cháy lên. Anh nghiến răng rít ra từng chữ, Sở, Vị, Ương, đây là không có việc gì trong lời của cô. Sở Vị Ương cắn chặt hàm răng, anh Diệp, tôi xin lỗi. Chuyện tôi đáp ứng anh không thể làm được, Sở Vị Ương tôi dùng cả tính mạng thề. Nhất định sẽ nguyên vẹn đưa con gái anh đến bên cạnh anh. Nếu làm trái lời thề này, Sở Vị Ương tôi thất khiếu chảy máu, thần hồn chôn vùi mà chết. Vừa dứt lời, Sở Vị Ương bước đến trước mặt tượng thần. Phun ra một ngụm tinh huyết lên tượng thần. Phù văn dâng trào. Một cánh cửa không gian mở ra, Sở Vị Ương bước vào bên trong cánh cửa không gian. Biến mất. Vị Ương, mang bố đi chung với. Thần hồn Sở Thiên Hằng gào to. Diệp Bắc Minh nhướng mày, cô ta vẫn chưa cho tôi một lời giải thích mà đã vội đi rồi. Sở Sở ngây ngốc đứng tại chỗ, tôi chưa từng thấy chị tôi nghiêm túc như vậy, chị ấy thật sự tự trách. Anh Diệp, anh yên tâm, dù chị tôi có liều cả tính mạng của mình cũng nhất định sẽ mang con gái anh về. Diệp Bắc Minh yên lặng, mở miệng hỏi, cô ta đi nơi nào? Sở Sở phun ra hai chữ, huyền giới. Huyền giới, thế giới phía trên thế giới tam thiên, Diệp Bắc Minh nhíu hai mắt lại. Sở Sở suy tư, anh Diệp, tôi vẫn gọi anh là Diệp đại ca nhé. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Sở Sở lắc đầu, Diệp đại ca, những lời tôi sắp sửa nói rất có thể sẽ lật đổ tam quan của anh. Anh nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Bắc Minh tự tin, yên tâm. Tố chất tâm lý của tôi rất mạnh.
Sở Sở vừa mở miệng liền tung ra một câu long trời lở đất, thế giới tam thiên vốn không thể tính là một thế giới. Có người mở ra nó, sáng tạo nên một thế giới nhỏ. Dù Diệp Bắc Minh sớm có chuẩn bị tâm lý, thậm chí đoán được mấy phần. Nhưng lúc này nhận được đáp án, thân thể vẫn run lên. Hô hấp của anh trở nên dồn dập, cho nên, tất cả sinh mệnh dưới thế giới tam thiên đều bị nuôi nhốt. Sở Sở gật đầu, mặc dù sự thật rất tàn khốc, nhưng có thể nói như vậy. Diệp Bắc Minh yên lặng. Quả thực rất tàn khốc. Cô nói tình huống cụ thể đi. Được. Sở Sở nhìn Diệp Bắc Minh, với thực lực của anh đã vượt qua người của thế giới này quá nhiều, cho nên có tư cách biết đến. Huyền giới có vô số thế lực và chủng tộc, nhà họ Sở chỉ là một thế lực rất nhỏ trong số đó. Thế giới Tam Thiên là một trong số các thế giới nhỏ mà nhà họ Sở nắm giữ trong tay. Phép tắc thời gian và phép tắc không gian ở nơi này đều do nhà họ Sở khống chế. Có lẽ những người tu võ này sống mấy chục ngàn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm, nhưng đối với nhà họ Sở mà nói, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Sở Sở nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp đại ca, tôi nói vậy anh có hiểu được không? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lập lòe. Chẳng lẽ giống với lĩnh vực tuyệt đối của tiểu tháp? Dù anh có sống 10.000 năm trong lĩnh vực tuyệt đối, thế giới bên ngoài cũng chỉ có mấy giây. Diệp Bắc Minh lập tức tìm được vấn đề, tốc độ thời gian trôi của thế giới tam thiên và huyền giới không giống nhau. Sở Sở cười một tiếng, thông minh. Diệp đại ca, hỏi lại anh một vấn đề, anh đoán tôi bao nhiêu tuổi? Diệp Bắc Minh suy ngẫm, cô đang ở cảnh giới tạo hóa sơ kỳ. Dù thiên phú của cô có nghịch thiên thế nào, hẳn cũng phải hơn 500 tuổi đi. Sở Sở tức giận dậm chân, anh mới hơn 500 tuổi ấy. Nghe cho kỹ đây, năm nay người ta 16 tuổi. Cái gì? Diệp Bắc Minh khiếp sợ cô mới 16 tuổi. Sao có thể, cảnh giới tạo hóa tuổi 16? Sở Sở hừ nhẹ, bằng không thì thế nào? Diệp Bắc Minh chợt hiểu ra. Khó trách Sở Sở có tính cách như thiếu nữ. Hơn nữa còn thích ăn kẹo que và các loại đồ ăn vặt hiện đại. Nếu cô ấy là một thiếu nữ 16 tuổi, như vậy tất cả đều có thể giải thích được. Chị Vị Ương cũng mới 20 tuổi mà thôi, năm 18 tuổi chị ấy tham gia khảo hạch gia tộc nhưng thất bại, nên mới bị đẩy đến thế giới tam thiên. Diệp Bắc Minh nhướng mày, với thực lực của Sở Vị Ương mà còn khảo hạch thất bại. Nhà họ Sở các cô có nhiều thiên tài như vậy sao? Sở Sở lắc đầu, giải thích nói, không phải đâu. Thiên phú của chị Vị Ương rất tốt, nếu không phải vì cứu Sở Giao, thành tích của chị ấy chắc chắn sẽ tốt hơn cả Sở Vô Trần. Đáng tiếc, cuối cùng Sở Giao thông qua khảo hạch, chị Vị Ương thì lại thất bại. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ, di tích Côn Luân Thượng Cổ kia thì là chuyện gì vậy? Vì sao các cô gọi di tích Côn Luân Thượng Cổ là cấm địa luân hồi? Cùng lúc đó, chỗ sâu trong gia tộc Đông Phương. Đông Phương Xá Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, đằng trước thân thể cô ta có ba mảnh kim loại bay lơ lửng giữa không trung. Sau lưng, bốn người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên như thể đang ngủ thiếp đi. Vì sao lại thất bại? Đông Phương Xá Nguyệt không cam lòng. Tôi đã luân hồi thành công 10 lần, phải là hoàn toàn viên mãn mới đúng chứ? Vì sao lại thất bại? Máu tươi Đông Phương Xá Nguyệt phun ra dần tiêu tán, rồi ngưng tụ thành hình người đứng trong không khí, thân thể của cô bị phá, muốn viên mãn, khó lắm. Cô im ngay. Đông Phương Xá Nguyệt quát lớn, nếu không phải cô bảo tôi tu luyện công pháp của chủ luân hồi, sao bản đế có thể rơi xuống tình trạng hôm nay? Bóng dáng màu đỏ cười nói, luân hồi 10 lần, thay đổi 10 thân xác. Thần hồn của cô mạnh chưa từng có, chẳng lẽ không đúng sao? Đông Phương Xá Nguyệt quay đầu, nhìn chằm chằm bốn người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên. Vậy giờ làm thế nào với các cô ta? Cô ta nhướng mày, bốn người này đều là thân thể luân hồi của tôi, thế mà giờ lại ra đời ý thức tự chủ. Bóng đỏ thản nhiên nói, trực tiếp xóa sạch thần hồn của các cô ta. Không thể. Đông Phương Xá Nguyệt quả quyết từ chối, các cô ta đều là sư tỷ của Diệp Bắc Minh. Đều do 100 tên phế vật kia.
Tôi đào tạo bọn họ, để bọn họ chăm sóc thật tốt cho thân thể luân hồi của bản đế. Ngay cả chút việc này bọn họ cũng không làm được, còn khiến thân thể luân hồi của bản đế ra đời ý thức tự chủ, thật sự là đáng chết. Đông Phương Xá Nguyệt luân hồi 10 lần. Lần đầu tiên, nhị sư tỷ, Thiên Nhận Băng. Lần thứ hai, tam sư tỷ, Tiểu Độc Tiên. Lần thứ ba, tứ sư tỷ, Chu Lạc Ly. Lần thứ tư, ngũ sư tỷ, Khương Tử Cơ. Lần thứ năm, lục sư tỷ, Đạm Đài Yêu Yêu. Lần thứ sáu, thất sư tỷ, Liễu Như Khanh. Lần thứ bảy, bát sư tỷ, Lục Tuyết Kỳ. Lần thứ tám, cửu sư tỷ, Hoàng hậu Hồng Đào. Lần thứ chín, thập sư tỷ, Vương Như Yên. Lần thứ mười, thân thể hoàn mỹ ngưng tụ tại Long Thai Trì. Theo đạo lý mà nói, thành công đã gần trong gang tấc, không nghĩ tới lại gặp phải Diệp Bắc Minh. Thất bại trong gang tấc. Bóng đỏ cười đầy quái dị, cô đang bị tâm ma quấy phá, giết chết Diệp Bắc Minh, tất cả được giải quyết dễ dàng. Đông Phương Xá Nguyệt hừ lạnh, cô lại ra ý kiến lung tung, tôi sẽ giết cô. Ha ha ha. Bóng dáng màu đỏ không ngừng cười như điên, hóa thành dáng vẻ Đông Phương Xá Nguyệt, tôi chính là tâm ma của cô. Cô đã diệt tôi biết bao nhiêu lần, lần sau còn không phải xuất hiện như cũ. Tôi thấy là cô không nỡ giết tên này thì có. Thật ra trong lòng cô biết, vẫn còn một biện pháp giải quyết khác. Cô chỉ cần để anh ta phá chín thân thể luân hồi khác, công pháp cũng có thể đại thành. Đông Phương Xá Nguyệt siết chặt năm ngón tay, người đàn ông bản đế đã chạm qua những người phụ nữ khác không thể đụng vào. Lực lượng bùng nổ, bóng đỏ tâm ma lập tức sụp đổ. Chỗ sâu nhất của điện chân võ. Sở Sở nhìn Diệp Bắc Minh, anh Diệp, nói đến di tích Côn Luân Thượng Cổ, đây là một điều ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, là ý gì? Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Thần hồn Sở Thiên Hằng quát lớn, Sở Sở, cháu nói với cậu ta quá nhiều. Chát. Diệp Bắc Minh trực tiếp cho một bạt tai, đập thần hồn Sở Thiên Hằng đến suýt chút nữa tiêu tán. Sở Thiên Hằng vừa kinh vừa sợ, mày đã đồng ý với con gái tao là sẽ không giết tao, sao lại ra tay với tao? Diệp Bắc Minh lạnh như băng nhìn ông ta, tôi chỉ là không giết ông, đâu có nói là không đánh ông chứ. Tôi thấy thần hồn của ông cực kỳ mạnh mẽ, có tát thêm mấy cái cũng không sợ tiêu tán ấy nhỉ. Đừng mà! Sở Thiên Hằng dọa sợ, trốn ra sau lưng tượng thần trong đại điện. Sở Sở che miệng cười trộm, lén lút tặng cho Diệp Bắc Minh một ngón tay cái. Cô ấy hắng giọng, tiếp tục nói, di tích Côn Luân Thượng Cổ này rơi từ trên trời xuống, xuyên thủng hàng rào không gian, rơi vào thế giới Tam Thiên. Rốt cuộc nó có bí mật gì, chúng tôi cũng không biết. Nhà họ Sở đã nghiên cứu rất nhiều năm, nhưng không có thu hoạch gì quá lớn. Lông mày Diệp Bắc Minh gắt gao xoắn lại với nhau. Thế mà nhà họ Sở cũng không biết bí mật của di tích Côn Luân Thượng Cổ. Cùng một thời gian, ma giới, chỗ sâu trong một di tích cổ xưa. Dạ Huyền đứng trên một đàn tế to lớn, miệng lẩm bẩm. Phù văn đàn tế dâng trào, một ma ảnh to lớn màu đen ngưng tụ thành hình, con cháu của Thiên Ma Thần, chính cậu đã đánh thức bổn tọa. Dạ Huyền quỳ một chân trên mặt đất, Thiên Ma tộc, Ma Hoàng đời thứ sáu bái kiến tổ tiên. Ma ảnh màu đen uy nghiêm nói, cậu có thể tới nơi này, chứng tỏ cậu đã biết tất cả. Tôi không thêm lời thừa, cậu chuẩn bị xong chưa? Dạ Huyền thoáng do dự. Ông ấy quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thanh Lam dưới đàn tế. Hít sâu một hơi, tổ tiên, tôi chuẩn bị xong. Ma ảnh màu đen gật đầu, nếu đã vậy, tương lai của Thiên Ma tộc giao cho cậu. Tôi sẽ mở ra con đường không gian đi đến vực U Minh, tìm được vật Thiên Ma thần lưu lại, Thiên Ma tộc sẽ có thể quay về thần giới. Hư không chấn động, xuất hiện một khe hở không gian. Ma ảnh màu đen ồm ồm nói, một khi tiến vào nơi đây, có lẽ cậu sẽ vĩnh viễn không thể trở về. Trước tiên từ biệt người bên cạnh cậu đi. Dạ Huyền ngưng trọng gật gật đầu. Ông ấy đứng dậy nhìn Diệp Thanh Lam dưới đàn tế, há to miệng, nhưng chẳng nói được lời nào. Quay người. Dạ Huyền nhấc chân, chuẩn bị bước vào khe hở không gian, chợt dừng giữa không trung. Bước ra một bước này, chính là vĩnh hằng. Diệp Thanh Lam rơi lệ đầy mặt, Dạ Huyền,
anh lại muốn bỏ lại em sao? Dạ Huyền không dám quay đầu, Lam Nhi, anh xin lỗi. Diệp Thanh Lam siết chặt nắm đấm, em muốn đi cùng với anh. Không được. Dạ Huyền lập tức từ chối, Minh Nhi cần em. Diệp Thanh Lam gào thét, nhưng em cần anh hơn. Minh Nhi đã lớn lên, đã có thể một mình đảm đương một phía. Năm đó, vì sự an toàn của hai mẹ con, anh bỏ lại bọn em 24 năm. Hôm nay, anh lại muốn một lần nữa bỏ lại em sao? Đôi mắt Dạ Huyền đỏ bừng, ngần ngấn nước mắt, Lam Nhi, chúng ta không biết gì về tình huống của vực U Minh. Em đi với anh sẽ rất nguy hiểm. Diệp Thanh Lam bật cười, ha ha, Diệp Thanh Lam em là người sợ hãi nguy hiểm. Năm đó, một thân một mình em xông vào chiến trường Thái Cổ. Top 30 cao thủ thế giới cao võ, có 20 tên chết dưới tay em. Thời kỳ đỉnh phong, em có thể vượt 4 cảnh giới lớn giết kẻ địch. Chỉ là một giới U Minh mà thôi, có thể làm gì Diệp Thanh Lam em? Bà ấy leo lên tế đàn, ngón tay nâng cầm Dạ Huyền. Dạ Huyền, em hỏi anh một lần cuối cùng, anh có dẫn em theo cùng không? Dạ Huyền ngây người. Một người phụ nữ ngầu biết bao. Em đã như vậy, anh còn có thể nói gì nữa? Ông ấy lập tức nắm lấy bàn tay Diệp Thanh Lam, 10 ngón đan chặt, tổ tiên, hai vợ chồng chúng tôi muốn cùng nhau tiến vào giới U Minh. Được. Ma ảnh màu đen gật đầu. Hai người liếc nhìn nhau, để lại một khối lưu ảnh thạch. Rồi không chút do dự bước vào con đường không gian, biến mất. Trong nháy mắt hai người biến mất, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giật mình, nhóc, hơi thở của bố mẹ cậu biến mất. Con người Diệp Bắc Minh co rụt lại, tiểu tháp, ông nói cái gì? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bố mẹ tôi lại xảy ra chuyện? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, bản tháp đặc biệt lưu lại hơi thở của bố mẹ cậu, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được họ. Ngay mới vừa rồi, hơi thở của hai người hoàn toàn biến mất, không còn ở bên trong thế giới Tam Thiên. Cụ thể là sống hay chết, bản tháp cũng không biết. Đi, về Tu La Tộc, Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, lòng nóng như lửa đốt. Trong đại điện của Hoàng Cung Tu La Tộc, một người phụ nữ hoàn mỹ không tì vết ngồi trên ngai vàng. Tất cả những người còn lại bị khí thế khủng bố đè ép buộc phải quỳ xuống. Bốn người các cô, đi theo tôi. Đông Phương Xá Nguyệt nhìn bốn người Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng. Thiên Nhận Băng ngẩng đầu lên, cô là ai? Vẻ mặt của Đông Phương Xá Nguyệt vô cùng ngạo mạn, tôi là chủ nhân của các cô. Lục Tuyết Kỳ khẽ quát, nói hưu nói vượn. Chát! Đông Phương Xá Nguyệt thẳng tay tát cô ấy, có ý thức tự chủ là dám cãi lại à? Lục Tuyết Kỳ bay ra xa, phun ra một ngụm máu tươi. Bát sư muội, ba người Liễu Như Khanh, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng nổi giận. Cô dám làm bát sư muội bị thương, bọn tôi không để yên cho cô đâu. Đông Phương Xá Nguyệt tỏ thái độ khinh thường. Mạng của các cô là do tôi ban cho đấy. Không để yên cho tôi. Xem ra tôi phải hủy diệt thần hồn của các cô mới là lựa chọn chính xác. Cái gì? Bốn cô gái trợn tròn mắt, cô nói thế là có ý gì? Mạng của bọn tôi là do cô ban cho. Đông Phương Xá Nguyệt chẳng buồn giải thích, đi theo tôi là được rồi. Bàn tay làm động tác nắm lại, một luồng sức mạnh kinh khủng ập tới. Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng mất quyền khống chế cơ thể mình, bốn người bọn họ đồng loạt bay về phía Đông Phương Xá Nguyệt. Dừng tay. Ly Nguyệt cố chống lại sức ép và đứng dậy, thả các cô ấy ra. Đông Phương Xá Nguyệt lạnh lùng liếc cô ta, chuyện này không liên quan gì đến cô, bản đế không muốn giết cô. Cút đi. Ly Nguyệt nói to, nơi này là Hoàng Cung Tu La Tộc. Tôi là nữ hoàng Tu La đời tiếp theo, cô muốn mang bốn sư tỷ của chồng tôi đi, còn dám nói là không liên quan gì đến tôi. Cô nghĩ Tu La tộc của tôi là nơi nào? Nghe được từ chồng. Con người của Đông Phương Xá Nguyệt dao động, cô có quan hệ gì với Diệp Bắc Minh? Ly Nguyệt nhướng mày, lẽ nào người phụ nữ này quen biết chồng yêu? Anh ấy là chồng tôi là vợ của anh ấy, cô nói xem quan hệ của bọn tôi là gì? Chết tiệt!
Vẻ giận dữ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Đông Phương Xá Nguyệt, cô ta vươn tay về phía Ly Nguyệt. Gãy. Sắc một tiếng, hai cánh tay của Ly Nguyệt bị bẻ gãy, xương trắng lòi ra ngoài. Đau đớn thấu tâm can, Ly Nguyệt đau đến mức suýt ngất xỉu. Giọng Đông Phương Xá Nguyệt hết sức bình tĩnh, xin tha đi, bản đế có thể tha cho cô một mạng. Cô ta muốn nhìn thấy người đàn bà của Diệp Bắc Minh quỳ xuống đất xin tha. Mình là nữ đế, cô ả trước mặt này làm sao có thể sánh bằng mình. Ly Nguyệt dùng hết sức lực cuối cùng mà nở nụ cười, nữ hoàng, dù có chết cũng vĩnh viễn không cầu xin. Câu này hoàn toàn chọc giận Đông Phương Xá Nguyệt, đã vậy thì cô hãy đi chết đi. Bàn tay nắm chặt, cơ thể Ly Nguyệt phun máu tươi. Cô ta co người lại vì đau, cơ thể co giật không ngừng. Nguyệt Nhi, thả con gái tôi ra, mắt nữ hoàng Tu La đỏ ngầu. Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Khương Tử Cơ và Thiên Nhận Băng vô cùng đau lòng, đừng hành hạ cô ấy nữa, bọn tôi đi theo cô. Bây giờ muốn đi theo tôi thì muộn rồi. Trong mắt của Đông Phương Xá Nguyệt chỉ có sự buốt giá, dám xúc phạm sự uy nghiêm của bản đế, phải chết. Cô có thể chịu đựng nỗi đau ở thể xác, vậy thần hồn thì sao? Dứt lời, năm ngón tay co lại. Ngay sau đó, thần hồn trong suốt bị lôi ra khỏi cơ thể Ly Nguyệt, lơ lửng giữa không trung. Quằn quại, đau đớn, dãy giụa. Phàm nhân, thần hồn bị hủy diệt thì chẳng còn gì nữa đâu. Đông Phương Xá Nguyệt mỉm cười, cô còn chưa cầu xin à. Đột nhiên, một giọng nói giận dữ vang vọng khắp đại điện Tu La. Đông Phương Xá Nguyệt, cô muốn chết đúng không? Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh xông vào trong, bước ngay đến chỗ Ly Nguyệt và kéo cô ta vào lòng. Khi thấy được dáng vẻ thê thảm của Ly Nguyệt, Diệp Bắc Minh nhìn về phía Đông Phương Xá Nguyệt, cô đáng chết. Sát ý mãnh liệt như sóng thần ngưng tụ lại, nhằm thẳng về phía Đông Phương Xá Nguyệt. Đông Phương Xá Nguyệt co lại, cậu. Vì một phàm nhân, cậu thế mà lại, muốn giết tôi. Diệp Bắc Minh kiểm tra thương thế của Ly Nguyệt, cô ta chỉ bị thương da thịt. Tuy bị gãy xương, nhưng kinh mạch và đan điền không bị tổn hại. Hạng phụ nữ độc ác như cô có chết cũng không có gì đáng tiếc. Trái tim Đông Phương Xá Nguyệt run rẩy, được. Đã thế, hôm nay bản đế phải giết chết con ả này. Bản đế phải nhìn xem cậu bảo vệ cô ta kiểu gì. Nói xong, Đông Phương Xá Nguyệt giơ tay lên và làm động tác nắm lại. Một luồng sức mạnh khổng lồ nhằm về phía Ly Nguyệt. Nếu chiêu này đánh trúng Ly Nguyệt, chắc chắn thần hồn của cô ta cũng sẽ bị hủy diệt theo. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục quát to, nhóc, mau tránh ra, cậu không đỡ được đòn tấn công này đâu. Diệp Bắc Minh không hề chùn bước, tiểu tháp, bộc phát toàn bộ lực lượng cho tội. Bù! Ngay sau đó, khí thế của Diệp Bắc Minh tăng vọt, anh đứng che trước mặt Ly Nguyệt như một tường kiên cố. Đông Phương Xá Nguyệt đanh mặt, Diệp Bắc Minh, cậu còn chưa tránh ra à? Bản đế nói cho cậu biết, chúng chiêu này cậu chắc chắn sẽ phải chết, thần hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Diệp Bắc Minh mỉm cười, chết thì có gì phải sợ? Cậu! Đông Phương Xá Nguyệt nổi trận lôi đình, được lắm, đã vậy thì cậu chết cùng với cô ta đi. Cô ta nắm tay lại, sức mạnh tăng lên vài phần. Chỉ trong nháy mắt, cuồng phong nổi lên, sấm chớp rền vang trên bầu trời hoàng cung Tu La tộc. Tựa như tận thế. Ly Nguyệt nhắm mắt lại, chồng, anh tránh ra, người cô ta muốn giết là em. Diệp Bắc Minh lắc đầu, Nguyệt Nhi, trừ phi anh chết. Bằng không không ai có thể làm tổn thương em. Tiểu sư đệ, mau tránh ra. Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng sốt ruột hô lên. Đáng tiếc Diệp Bắc Minh đã bị sức mạnh hủy thiên diệt địa bao vây, bọn họ không lại gần được. Phụt. Diệp Bắc Minh hộc máu, anh quay đầu lại cầm lấy tay Ly Nguyệt. Cơ thể gần như đã đến cực hạn, song vẫn không hề lui bước. Sâu trong đôi mắt Đông Phương Xá Nguyệt hiện lên sự tuyệt vọng và ghen ghét mãnh liệt. Diệp Bắc Minh, cậu thắng. Sức mạnh khủng khiếp biến mất. Đông Phương Xá Nguyệt lại treo biểu cảm lạnh nhạt lên trên mặt. Mọi cảm xúc biến mất, cô ta khôi phục lại phong thái nữ đế cao quý, nếu cậu thích cô ta như vậy thì ở bên cô ta cả đời đi. Còn sư tỷ của cậu,
tôi mang đi. Cô ta vung tay lên. Bốn người Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng biến mất. Diệp Bắc Minh tiến lên, ngăn cản Đông Phương Xá Nguyệt, nằm mơ, để các sư tỷ của tôi lại. Long Tổ, đi ra. Gào. Tiếng rồng gầm vang lên, chín ma long màu đen xuất hiện sau lưng anh. Còn có một con long tổ màu đỏ như máu đâm thủng đại điện hoàng cung, nhìn xuống từ trên cao. Ngón tay anh động đậy, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay, chém về phía Đông Phương Xá Nguyệt. Đông Phương Xá Nguyệt lạnh lùng nhìn anh, muốn giết tôi. Chưa đủ. Cô ta giơ hai ngón tay lên, keng, một tiếng. Đông Phương Xá Nguyệt kẹp được kiếm càn khôn chấn ngục, thanh kiếm buộc phải dừng giữa không trung. Rồi búng tay một cái, Diệp Bắc Minh bay ngược ra xa. Huyền giới, đế tộc Đông Phương, tôi chờ cậu. Trong khoảnh khắc cô ta xoay người lại, một khe hở không gian thình lình xuất hiện. Cô ta bước vào bên trong. Đông Phương Xá Nguyệt, sư tỷ. Diệp Bắc Minh gào lên, kiếm khí chém về phía khe hở không gian. Biến mất. Sở Sở kinh ngạc không thôi, đế tộc Đông Phương, cô ta là người của đế tộc Đông Phương. Diệp Bắc Minh quay đầu lại, đôi mắt trán đầy tơ máu, Sở Sở, cô biết lai lịch của đế tộc Đông Phương à? Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Diệp Bắc Minh, Sở Sở sợ thót tim. Đế tộc Đông Phương là một trong 10 đế tộc của huyền giới, thế lực cực kỳ khủng bố. Tôi từng nghe nhắc đến cái tên Đông Phương Xá Nguyệt ấy rồi. Hẳn là một trong những thần đế của đế tộc Đông Phương hiện nay. Anh Diệp, anh may mắn thật đấy. Nếu thần đế muốn thì có thể hủy diệt nhà họ Sở trong nháy mắt. Anh chọc giận một vị nữ đế mà vẫn còn sống sót. Mặt Sở Sở đỏ bừng, cô ta nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ khó tin. Anh Diệp, rốt cuộc anh có quan hệ gì với cô ta? Anh xem thường tôn nghiêm của nữ đế như thế mà cô ta lại không giết anh. Diệp Bắc Minh cau mày. Anh trở lại bên cạnh Ly Nguyệt, giữ ổn định cho vết thương của cô ta. Sau khi xác định cô ta không gặp nguy hiểm đến tính mạng, anh nhìn về phía nữ hoàng Tu La, hỏi tiền bối, mẹ của tôi ở đâu? Nữ hoàng Tu La lắc đầu, mấy ngày trước cô ấy bảo các sư tỷ của cậu ở lại hoàng cung Tu La chờ cậu. Sau đó bỏ đi một mình, hình như đi tìm bố cậu. Cụ thể đi đâu thì bọn tôi cũng không biết. Diệp Bắc Minh rất lo cho an nguy của bố mẹ mình. Hơi thở của hai người họ đồng thời biến mất, đó không phải là dấu hiệu tốt. Tiểu Tháp, có thể tìm được nơi hơi thở của bọn họ biến mất không? Có thể. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, rồi ngay lập tức bắt tay vào tìm kiếm. Một lát sau, ông ta nói, tìm được rồi nhóc. Sau khi trở lại gia tộc Đông Phương, Đông Phương Xá Nguyệt đi thẳng vào nơi sâu nhất trong đế cung. Phụt! Cô ta hộc máu, máu tươi ngưng tụ thành một bóng người máu. Tâm ma lại xuất hiện. Ha ha ha, Đông Phương Xá Nguyệt, cô có tiếng là mạnh mẽ quyết đoán cơ mà. Vì sao lại không giết được một con kiến hôi cảnh giới thiên huyền? Đông Phương Xá Nguyệt tung một trường, cút đi. Tâm ma vỡ nát. Ngay sau đó. Lại hiện ra, ha ha, cô đừng lừa chính mình nữa. Sau khi cậu ta chiếm được cơ thể của cô thì cô thích cậu ta rồi à? Tâm ma cười, mi dám phỉ báng bản đế, chết đi. Đông Phương Xá Nguyệt nắm bàn tay lại. Tâm ma tiêu tan. Một giọng nói vang lên trong đầu cô ta, ha 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 ha, ta sẽ còn trở lại. Chỉ cần trong lòng cô vẫn còn bóng dáng của người đàn ông đó, tôi sẽ tồn tại bên cạnh cô cả đời. Hồi lâu sau, Diệp Bắc Minh đứng trước một khu phế tích cổ xưa, Tiểu Tháp, ở đây à? Đằng trước không một ngọn cỏ, tựa như lối vào địa ngục. Một vài ma thú xung quanh đi ngang qua đều lựa chọn đi vòng qua đây. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, nơi này rất đặc biệt, dường như có trận pháp nào đó ngăn cản bản đế tìm kiếm bên trong. Chắc hẳn bố mẹ cậu đã đi vào nơi này. Vụt! Diệp Bắc Minh lập tức đi vào khu vực đổ nát này không chút do dự. Anh đi vào cực kỳ thuận lợi, cho đến khi một tế đàn khổng lồ xuất hiện ở trước mặt. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, nhóc, hơi thở của bố mẹ cậu biến mất ở đây. Tế đàn có đường kính khoảng 100 mét, cao hơn 10 mét.
Diệp Bắc Minh đi một vòng quanh tế đàn, bỗng phát hiện một viên lưu ảnh thạch. Anh rót chân nguyên vào lưu ảnh thạch, hình ảnh ảo của bố mẹ xuất hiện trước mặt. Bố, mẹ. Diệp Bắc Minh kích động. Hình ảnh ảo của Dạ Huyền từ tốn nói, Minh Nhi, nếu con có thể tìm được đến đây thì không cần tiếp tục tìm bố mẹ nữa. Bố và mẹ con phải đi làm nốt việc chưa làm xong. Nếu có duyên, cả nhà chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Nếu duyên phận bố con đã hết, vậy thì con tìm vài cô gái mình thích lấy làm vợ, sau đó sinh cho bố một đàn cháu là được. Con không cần lo lắng cho an toàn của bố mẹ. Diệp Thanh Lam mỉm cười, Minh Nhi, tương lai của nhà họ Diệp giao cho con đấy. Mẹ tin tưởng con nhất định có thể làm được thật tốt. Không cần tìm mẹ và bố con. Con trai, bảo trọng. Hình ảnh kết thúc. Diệp Bắc Minh cau mày, bố mẹ có ý gì? Việc chưa làm xong là việc gì? Rốt cuộc bọn họ đi đâu? Trong lúc Diệp Bắc Minh đang bối rối với một mớ câu hỏi chưa có lời giải, có hai bóng người lao nhanh về phía này. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, diện mạo khác với người bình thường. Hai người bọn họ đều cầm la bàn. Cây kim trên la bàn xoay tròn liên tục, cuối cùng chỉ về hướng tế đàn dưới chân. Hai người mừng rơn, ở dưới tế đàn này. Đào đi. Đôi mắt chàng trai ngập tràn sự phấn khích. Cô gái nhướng mày, tầm mắt lia về phía Diệp Bắc Minh và Sở Sở, hai người kia thì sao? Một người cảnh giới tạo hóa, một người cảnh giới thiên huyền, loại rác rưởi gì thế, chàng thanh niên chẳng buồn nhìn hai người họ, giết là được. Dứt lời, một binh khí màu đen vừa giống đao vừa giống kiếm xuất hiện trong tay anh ta. Thuận tay nhắm chuẩn về phía Diệp Bắc Minh và Sở Sở. Rầm. Một tiếng nổ vang. Sóng xung kích bùng nổ. Chắc hẳn hai người đó đã biến thành máu loãng rồi nhỉ. Chàng trai không thèm ngẩng đầu lên, mà cúi đầu nhìn tế đàn dưới chân. Được rồi, thứ đó đang ở dưới tế đàn. Chúng ta nghĩ cách hủy diệt tế đàn này, đưa thứ đó về nhà họ Lạc. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lại đây giúp tôi. Giọng nói đầy kinh ngạc của cô gái vang lên, hai người là ai? Hử! Chàng trai cảm thấy không ổn, bèn ngẩng đầu lên nhìn. Thì thấy. Diệp Bắc Minh che chở Sở Sở, ánh mắt anh lạnh như băng. Mặt Sở Sở trắng bệch, người thanh niên vừa ra tay là võ giả cảnh giới chúa tể. Ban nãy khi đòn tấn công ấy nhằm về phía cô ta thật sự cho rằng mình sẽ phải chết. May mà Diệp Bắc Minh đứng ra đỡ đòn. Nhãi danh, cậu là ai? Chàng trai nheo mắt, chỉ là cảnh giới thiên huyền mà lại có thể đỡ được một chiêu của tôi mà không chết. Diệp Bắc Minh giơ hai ngón tay ra, hai câu hỏi. Đầu tiên, hai người các anh là ai? Thứ hai, hai người đang tìm cái gì? Chàng trai mỉm cười nghiền ngẫm, nhóc, cậu biết mình đang nói chuyện với ai không? Đây không phải câu trả lời mà tôi muốn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, di chuyển bước chân. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt chàng trai kia, anh giơ tay lên tung một chưởng. Rầm. Chàng trai như bị sét đánh trúng, lăn ra ngoài như chó chết, binh khí trong tay anh ta cũng bay ra xa mấy chục mét. Mày. Anh ta vừa định đứng dậy thì đã bị Diệp Bắc Minh giẫm lên đầu. Anh ta cảm thấy vô cùng nhục nhã, chết tiệt. Thằng chó, mày dám. Diệp Bắc Minh tung một cước đạp vỡ mồm chàng trai. Sau đó lại đạp tiếp một cú lên đùi anh ta. Bùm. Máu tươi văng tung tóe. Con người của cô gái co lại, SSSS. Á. Chàng trai kêu rên thảm thiết, tôi nói. Tôi là Lạc Mục, là người nhà họ Lạc thuộc một trong 10 tộc hỗn độn. Đây là người đồng hành với tôi, Lạc Vũ. Bọn tôi phụng mệnh tìm kiếm mảnh vỡ của long mạch di tích Côn Luân Thượng Cổ, một phần trong đó nằm dưới tế đàn này. Diệp Bắc Minh hỏi với giọng điệu dồn dập, tộc hỗn độn. Nhà họ Lạc. Đại sư tỷ Lạc Khuynh Thành của tôi đang ở nhà Lạc phải không? Lạc Mục kinh ngạc, cậu biết Lạc Khuynh Thành. Diệp Bắc Minh hỏi ngay, chị ấy ở nhà họ Lạc thế nào? Còn an toàn không? Lạc Mục gật đầu lia lịa, an toàn, cực kỳ an toàn. Sau khi trở lại nhà họ Lạc, Lạc Khuynh Thành thức tỉnh huyết mạch hỗn độn.
Bây giờ cô ấy đang tu võ với lão tổ, trong tương lai còn có khả năng trở thành thánh nữ của 10 tộc hỗn độn. Hiện giờ cô ấy là tiểu thư cao quý của nhà họ Lạc, gia tộc còn lập hôn ước cho cô ấy, người nọ là con trai của một vị thần đế. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Anh hỏi tiếp, mảnh vỡ của long mạch di tích Côn Luân Thượng Cổ mà anh nói là thế nào? Lạc Mục không dám giấu giếm, long mạch của di tích Côn Luân Thượng Cổ sụp đổ, mảnh vỡ của nó phân tán ở khắp các nơi trong thế giới Tam Thiên. Chỉ cần bọn ta có thể thu gom đủ các mảnh vỡ của long mạch, chưa biết chừng có thể khiến long mạch Côn Luân Thượng Cổ sống lại. Diệp Bắc Minh khó hiểu, phục sinh long mạch có ích gì? Lạc Mục nhìn Diệp Bắc Minh như nhìn một tên ngốc, chuyện này mà cậu cũng không biết à? Ha ha! Diệp Bắc Minh cười. Ực! Lạc Mục hoảng sợ, nuốt nước bọt, long mạch của di tích Côn Luân Thượng Cổ cực kỳ nghịch thiên, mà hoa tộc dựa vào di tích Côn Luân Thượng Cổ. Có được 3 thần hoàng, 5 thần đế. Diệp Bắc Minh vẫn không hiểu, nghịch thiên ở chỗ nào. Lạc Mục há hốc mồm, cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết thế. Anh nói xem, Diệp Bắc Minh lạnh lùng đáp lại. Lạc Mục lại nuốt nước bọt, 10 tộc hỗn độn bọn tôi tổng cộng chỉ có 3 thần hoàng, 10 mấy thần đế. Còn hoa tộc chỉ là một chủng tộc mà thôi, ấy thế mà đã có 3 thần hoàng, 5 thần đế. Cậu nói xem có mạnh hay không? Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Diệp Bắc Minh. Lẽ nào hoa tộc đến từ huyền giới? Anh nhẹ nhàng giơ tay lên, hai chiếc la bàn bay vào lòng bàn tay anh. Làm sao hai người các anh xác định được mảnh vỡ của long mạch đang nằm dưới tế đàn này? Lạc Mục khúm núm giải thích, đây là la bàn do đại trưởng lão của cả 10 tộc hỗn độn đích thân chế tạo. Mỗi gia tộc đều có 2 chiếc, dùng nó là có thể tìm được mảnh vỡ của long mạch. Diệp Bắc Minh gật đầu. Anh cất la bàn vào nhẫn chứa vật. À, cậu không thể, Lạc Mục sợ hãi. Sát ý lóe lên trong mắt Diệp Bắc Minh. Lạc Phủ đi đến ngắt lời Lạc Mục, vị công tử này, anh mang la bàn đi đi. Sát ý của Diệp Bắc Minh biến mất, còn có một việc tôi muốn hai người đi làm. Lạc Phủ gật đầu, công tử, anh nói đi. Diệp Bắc Minh lấy một mảnh ngọc bội ra, đưa thứ này đến tay đại sư tỷ của ta, không cần nói gì, chị ấy sẽ tự hiểu tất cả. Được. Lạc Phủ tiến lên cầm lấy ngọc bội. Vụt, vụt, vụt. Vài chiếc ngân châm bay tới, chui vào trong cơ thể Lạc Vũ và Lạc Mục. Hai người bọn họ kinh hãi, vội lùi lại ngay, công tử, anh. Diệp Bắc Minh nói với vẻ bình tĩnh, không được nói chuyện này cho bất cứ ai, bằng không. Cơ thể nổ tan xác mà chết. Huyền giới, nhà họ Lạc. Trong một mảnh sân tựa như tiên cảnh nhân gian, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần ngồi đoan trang. Chính là Lạc Khuynh Thành. Một chàng trai vô cùng tuấn tú đứng bên cạnh cô ấy. Hai người bọn họ như một đôi trời sinh, có một ông lão cầm bút vẽ. Đang vẽ tranh cho bọn họ. Chàng trai trong tranh bừng bừng sức sống. Chỉ có khuôn mặt của Lạc Khuynh Thành vẽ mãi vẫn không ra. Ôi! Ông lão thở dài, quỳ xuống với vẻ bất đắc dĩ, đệ tử, lão phu đã vẽ bức tranh này 3 tháng rồi. Chọn 3 tháng. Lạc tiểu thư không hề nở nụ cười, lão phu thật sự bó tay. Chàng trai nhìn Lạc Khuynh Thành với ánh mắt si mê, Khuynh Thành, anh đã cầu xin bố rồi, bố đồng ý đi đến vùng đất luân hồi. Phục sinh bố mẹ em, lẽ nào em không vui sao? Đôi mắt Lạc Khuynh Thành vô thần nhìn về phía xa. Chỉ nói 2 chữ cảm ơn. Chàng trai sửng sốt. Bỗng cười nói, đúng rồi. Bố anh ban thưởng cho anh một viên thái cổ tạo hóa đan. Anh đưa nó cho em, nó có ích cho huyết mạch hỗn độn của em đấy. Cho dù chàng trai nói gì, Lạc Khuynh Thành vẫn chỉ đáp lại bằng 2 chữ cảm ơn. Đột nhiên, Lạc Mục, Lạc Vũ cầu kiến. Lạc Khuynh Thành bất an nói, bảo họ vào đây. Hai người họ bước tới chỗ Lạc Khuynh Thành, nhìn thoáng qua nhau, không nói câu nào. Bọn họ dâng lên một miếng ngọc bội. Sau đó, khúc khích, Lạc Khuynh Thành nở một nụ cười, đôi mắt long lanh. Tựa như lấy được một bảo vật quý giá nào đó. Ông lão kia vỗ đùi nói, cười rồi, cười rồi. Chúc mừng đệ tử, chính là nụ cười ấy.
Nụ cười trên mặt người thanh niên kia cứng lại, trong mắt thoáng hiện lên sự ghen tị. Xen lẫn với đó là một luồng sát ý lạnh thấu xương. Tộc hỗn độn, trong một tòa cung điện cổ kính. Một người thanh niên ngồi trên long ỷ thần đế của cha mình, nói đi. Chỉ hai chữ đã khiến Lạc Mục và Lạc Vũ khiếp sợ, dập đầu liên hồi. Họ hoảng sợ khai hết một mạch. Tiểu sư đệ à! Đôi mắt người thanh niên kia bắn ra hai tia máu chui vào mi tâm của Lạc Vũ và Lạc Mục. Thuật siêu hồn. Tất cả những gì trong đầu hai người họ đều chui vào đầu người thanh niên kia. Một lát sau. Rầm. Đầu của Lạc Mục và Lạc Vũ nứt ra, chết ngay tại chỗ. Người thanh niên tựa lưng vào long ỷ, thông qua thuật siêu hồn biết được dáng vẻ của người mình cần tìm rồi vẽ ra một bức tranh, đến thế giới tam thiên một chuyến, tìm tất cả những người giống với người trong bức tranh. Cho dù có một chút tương tự thì cũng phải giết. Vài lão già bước vào đại điện, đưa hai tay lên nhận lấy bức tranh kia, vâng, thưa đế tử. Xong, bọn họ xoay người rời đi. Trong đầu người thanh niên thoáng lên một suy nghĩ. Một cuốn sách bay lên từ trên mặt bàn rồi từ từ trải ra. Đó chính là bức tranh vẽ người thanh niên kia và Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành trong tranh cười tươi như hoa. Người thanh niên híp mắt. Phụt, ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt gương mặt rạng rỡ đó của Lạc Khuynh Thành. Nụ cười của em chỉ có thể tồn tại vì anh. Trên tế đàn màu đen. Diệp Bắc Minh nắm chặt kiếm Càn Khôn Chấn Ngục bằng hai tay. Ra sức đập vào mặt đất tế đàn. Một tiếng nổ vang lên, lấy nơi va chạm với tế đàn làm trung tâm. Những vết nứt chằng chịt như mạng nhện lan ra khắp bốn phương tám hướng. Chia bốn chia năm. Gầm gừ. Tiếng rồng ngâm vang lên, một vầng sáng chói lói chiếu rực lên từ phế tích dưới tế đàn đến thế giới bên ngoài. Sở Sở thốt lên, anh Diệp ơi, đó là một long mạch màu vàng. Trở về. Diệp Bắc Minh đuổi sát theo nó. Anh ngồi trên đầu Kim Long, nắm đấm giáng xuống như mưa rơi. Kim Long kêu rên, ngã nặng nề từ trên trời cao xuống mặt đất, cho dù tôi mất hết sức sống, biến mất khỏi thế gian này. Cùng không đời nào nguyện lòng cho các người sử dụng đâu. Vừa dứt lời, khí long mạch của Kim Long nhanh chóng tiêu tan, cơ thể nó dần trở nên ảm đạm. Nó đang phân giải cơ thể. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Long mạch còn biết nói sao? Anh hét to, tôi là người của hoa tộc. Quả nhiên. Anh vừa nói xong, Kim Long khựng lại, ngạc nhiên nhìn Diệp Bắc Minh cậu. Cậu là người của hoa tộc sao? Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng. Kim Long trừng to mắt, cơ thể phát run, không thể nào. Tam hoàng ngũ đế đều đã qua đời, hoa tộc đã bị diệt vong rồi. Sao cậu có thể là người của hoa tộc chứ? Cậu lừa tôi. Diệp Bắc Minh nghiêm nghị nói, trời ở trên, đất ở dưới. Diệp Bắc Minh tôi lấy tên của bố mẹ, Sơ Tâm Võ Đạo ra thề. Thề rằng tôi sinh là người của hoa tộc, chết cũng là quỷ của hoa tộc. Nếu có nửa câu gian dối, trời giáng sấm sét, thần hồn diệt vong. Kim Long vô cùng kích động, bay vờn quanh Diệp Bắc Minh hơn 10 vòng. Vậy mà vẫn không dám tin hỏi lại, người trẻ tuổi à? Cậu là người của hoa tộc thật sao? Diệp Bắc Minh khó hiểu, tiền bối long mạch à, tôi là người của hoa tộc thì kỳ lạ lắm à? Không cần phải kích động đến vậy đâu nhỉ? Kim Long nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, khó lòng che giấu nội tâm vô cùng kích động của nó, sao tôi không kích động được chứ? Tôi còn tưởng hoa tộc đã bị giết sạch, truyền thừa bị cắt đứt rồi chứ? Vậy mà trên thế giới này vẫn còn dòng dõi của hoa tộc. Thật tốt quá, trời không diệt hoa tộc chúng ta. Nhóc à, từ nay trở đi, cậu không được phép nói với bất kỳ ai mình là người của hoa tộc. Đôi mắt đó trở nên nghiêm túc, nhìn vào Sở Sở nói, cô gái đó cũng là người hoa tộc à. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô ấy không phải. Kim Long bỗng phát điên, lao về phía Sở Sở hét lớn, giết cô gái đó diệt khẩu đi. Một làn khí tang thương u ám bao vây Sở Sở. Nháy mắt khiến mặt cô ấy trắng bệch, cảm nhận được tử vong đang tới gần mình. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh đứng chắn trước người Sở Sở. Rầm. Làn khí bùng nổ, Diệp Bắc Minh nhướng mày, cô ấy là bạn của tôi, ông có ý gì đó?
Kim Long nóng nảy nói, nhóc à, người không thể tin tưởng nhất trên thế giới này chính là bạn bè. Mau giết cô gái đó đi, chuyện cậu là người hoa tộc không thể lệ ra ngoài, không thể để bọn họ biết trên thế giới này vẫn còn dòng dõi hoa tộc sống sót. Thấy Kim Long nóng nảy như thế, Diệp Bắc Minh lại càng thêm kinh ngạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thấy Diệp Bắc Minh kiên quyết như thế, Kim Long trầm mặc đôi lát, lẽ nào cậu không biết hoa tộc bị diệt vong thế nào sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, rồi từ tốn nói, hoa tộc chưa từng bị diệt vong, con cháu hoa tộc giờ đang sống rất tốt. Hơn 10 triệu người sinh sống trong một quốc gia rộng lớn, sừng sững ở phương Đông. Kim Long kích động, lời này là thật sao? Tôi lấy tính mạng mình để thề. Tốt, tốt, thật tốt quá. Gầm gừ. Kim Long ngửa mặt lên trời hét to, long khí hóa thành dòng nước mắt rơi xuống. Nó hít sâu một hơi rồi nói, nhóc à, cậu đã tìm được tôi rồi. Từ nay trở đi, trọng trách trấn hưng hoa tộc thượng cổ giao hết cho cậu đó. Diệp Bắc Minh nhíu mày, tiền bối, ông vẫn nên nói cho tôi biết hoa tộc thượng cổ bị diệt vong như thế nào được không? Di tích Côn Luân hư thượng cổ là chuyện gì? Ánh mắt Kim Long trống rỗng nhìn về phía trước, người rơi vào dòng hồi ức, vào đêm mà vị thần đế cuối cùng của hoa tộc qua đời, hơn 10 nhân vật hùng mạnh phong vân một cõi ẩn nấp khí tức, xâm nhập di tích Côn Luân hư thượng cổ. Đêm hôm ấy, Côn Luân hư thượng cổ máu chảy thành sông. Cao thủ chết hết gần như chẳng còn ai. Không chỉ có thế, bọn họ còn cướp lấy tuyệt học cả đời được tổ tiên hoa tộc chúng ta để lại. Còn vọng tưởng chia cắt 12 long mạch con giáp. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, long mạch con giáp ư. Kim Long gật đầu đáp tí, sửu, dần, mão. Thìn, tỵ, ngọ, mùi. Thân, dậu, tuất, hợi. Diệp Bắc Minh hỏi theo bản năng, tiền bối là. Tôi là Thìn Long. Thìn Long cúi đầu bất đắc dĩ nói, tiếc rằng, 12 long mạch con giáp ra tay vẫn không ngăn được những cường giả đó. Côn Luân hư thượng cổ thất thủ, bọn tôi bị phân tán kha khá lực lượng, từ đó về sau bắt đầu thời kỳ ngủ đông. Nhóc à, cậu là người hoa tộc, từ nay trở đi cậu phải gánh vác trọng trách trấn hưng hoa tộc. Diệp Bắc Minh lắc đầu nói, sức của một mình tôi sợ rằng không được. Nhóc à, chớ lo lắng. Giọng điệu của Thìn Long đầy kiên định, tôi sẽ giúp cậu tìm được 11 long mạch con giáp khác. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở lại di tích Côn Luân hư thượng cổ. Một khi di tích Côn Luân hư thượng cổ hồi sinh, thời kỳ phục hưng của hoa tộc sắp tới rồi. Diệp Bắc Minh suy tư một lát, di tích Côn Luân hư thượng cổ đang ở trong tay tôi. Cậu nói gì cơ? Thìn Long sững sờ. Diệp Bắc Minh đáp, tiền bối Thìn Long à, mời theo tôi đến đây. Đầu anh chợt nghĩ, rồi dẫn theo Thìn Long đang khó hiểu khôn cùng tiến vào thế giới không gian. Đây là, ngay khi thấy di tích Côn Luân hư thượng cổ kia, Thìn Long sững người. Nháy mắt hiểu ngay vấn đề, thế giới không gian. Ôi! Thìn Long kinh hãi, nghẹn họng đứng nhìn, nhóc à, cậu. Cậu biến di tích Côn Luân hư thượng cổ thành thế giới bỏ túi của chính mình sao? Diệp Bắc Minh giải thích một lượt chân tướng sự việc. Thìn Long không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh như thấy quỷ. Một lúc lâu sau, ông ta mới thì thào tự nhủ, lẽ nào đây chính là ý trời ư? Bọn họ rời khỏi thế giới không gian. Bỗng nhiên! Thìn Long nói, nhóc à, tôi chợt nhớ đến một chuyện. Cậu tới đây để tìm bố mẹ mình à? Diệp Bắc Minh bèn hỏi, đúng vậy, tiền bối Thìn Long có biết gì về tình hình bố mẹ tôi không? Thìn Long gật đầu đáp, tôi ở ngay dưới tế đàn này, nhất cử nhất động của bọn họ đều lọt vào trong mắt tôi. Bố mẹ của cậu đến giới U Minh. Giới U Minh sao? Diệp Bắc Minh nhướng mày, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy tên địa danh đó. Tiểu tháp, ông có biết không? Không đợi tháp càn khôn chấn ngục giải đáp. Sở Sở đứng một bên bật thốt, ơ, giới U Minh. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn cô ấy, Sở Sở, cô biết về giới U Minh à? Sở Sở gật đầu, nhưng dáng vẻ như muốn nói rồi lại thôi, anh Diệp à, có câu này tôi không biết nên nói hay không? Diệp Bắc Minh thấy Sở Sở như vậy, chợt có linh cảm bất an. Sắc mặt anh hơi trầm xuống. Không sao, cô nói đi.
Sở Sở nói, giới U Minh là nơi người chết tới. Cùng lúc đó, huyền giới, sâu trong một cung điện. Người thanh niên ngồi trên long ỷ mở mắt, trở về nhanh thế à, thằng nhãi kia chết rồi sao? Thưa đế tử, chúng tôi vẫn chưa tìm được người nọ. Vài lão già quỳ trên mặt đất. Một luồng sát ý hùng hậu ập tới chỗ những lão già đó, giọng nói rét lạnh như được vọng từ trên 9 tầng mây xuống. Các ông coi lời nói của tôi thành cái gì? Vài lão già bay ra ngoài một cách thê thảm. Thưa đế tử, xin người tha tội ạ. Vài lão già sợ tái mặt, vừa hộc máu vừa bò lê lết thân tới quỳ xuống, mong người nghe chúng tôi nói xong rồi tức giận cũng không muộn đâu ạ. Người thanh niên thu sức ép lại, nói. Một lão già trong đó nhanh miệng tâu, thưa đế tử, tuy bọn tôi không giết được người nọ. Nhưng mà bọn tôi điều tra được một chuyện mà chắc hẳn đế tử sẽ cảm thấy hứng thú. Lão già kia ngẩng đầu lên, cái mặt già đỏ bừng, thưa đế tử, tên của người nọ là Diệp Bắc Minh. Cậu ta là người của Hoa tộc. Lão già kia vừa dứt lời, bầu không khí trong đại điện trở nên rất kỳ dị. Người thanh niên kia sửng sốt hỏi, ông nói cái gì? Hoa tộc. Chẳng phải bọn họ đã bị giết sạch không còn mống nào rồi ư? Sao trên thế gian này vẫn còn con cháu Hoa tộc chứ? Lão già gật đầu, ban đầu thuộc hạ cũng rất khiếp sợ, còn tưởng chỉ là trùng hợp. Bọn thuộc hạ cứ thế lần theo manh mối, cuối cùng tới được một nơi gọi là di tích Côn Luân. Môi trường khí hậu, văn hóa ở nơi đó rất trùng khớp với Hoa tộc thượng cổ. Không chỉ vậy, trong thần thoại của bọn họ cũng có Tam Hoàng Ngũ Đế. Điểm khác biệt duy nhất chính là thực lực của đám hậu duệ Hoa tộc này còn yếu hơn cả con sâu con kiến. Lão già tỏ vẻ nghiền ngẫm, hậu duệ của Tam Hoàng Ngũ Đế, vậy mà thậm chí không chạm được tới ngưỡng cửa của võ đạo cấp cao, vẫn còn đang vật lộn trong khoảng võ đạo cấp thấp. Mấy lão già kể ra rất nhiều chi tiết. Ánh mắt của người đàn ông trẻ dần trở nên nặng nề. Cuối cùng, hắn ta dặn dò, không được tiết lộ một từ nào về chuyện này. Sau đó, bóng dáng hắn ta lóe lên rồi biến mất. Người đàn ông trẻ đi thẳng vào trong chỗ ở của gia tộc. Trước mặt, có một ngọn núi thần nổi lơ lửng giữa trời, dòng khí lưu hỗn độn xung quanh chậm rãi lưu động như cát chảy. Trên ngọn núi thần này có một kiến trúc trông giống một ngôi thần miếu màu đen. Nếu Diệp Bắc Minh có mặt ở đây, chắc chắn anh sẽ nhận ra phần khuyết thiếu của ngôi thần miếu này giống hệt thần miếu ở chiến trường Thái Cổ. Người đàn ông trẻ quỳ xuống dưới mặt đất, thưa cha, con trai xin được gặp mặt. Càn Nhi, lâu lắm rồi con không tới thăm cha. Giọng nói uy nghiêm vang lên từ tận sâu bên trong ngôi thần miếu. Một giây sau, không khí rung chuyển. Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi xuất hiện. Đôi mắt của hắn ta cực kỳ già nua nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là người bị hắn ta nhìn sẽ có cảm giác như bị rút mất thần hồn. Vạn Càn rất kích động, thưa cha, con trai muốn bẩm báo với cha một chuyện lớn động trời. Vạn Trường Sinh. Phong hào thần đế. Vạn Trường Sinh không tỏ chút thái độ nào, nói. Chỉ một chữ thôi nhưng chứa đựng vô vàn sức mạnh và sự ngang ngược. Khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Vạn Càn vẫn quỳ y như cũ, thưa cha, Hoa tộc vẫn chưa bị tuyệt diệt. Ồ! Có vẻ như Vạn Trường Sinh không hề ngạc nhiên chút nào. Thế nhưng, dòng khí lưu hỗn độn sau lưng hắn ta lại tuôn ra ngập trời, chẳng khác nào một cơn sóng thần. Bầu trời trên đầu nhà họ Vạn hoàn toàn đổi sắc. Thần đế nổi giận rồi. Vô số người quỳ rạp xuống đất, dập đầu hướng về phía ngọn núi thần, thần đế bất giận. Vạn Càn nói liền một mạch, thuật lại những tin tức mình vừa mới nhận được. Đây là lần đầu tiên suốt triệu năm nay khuôn mặt Vạn Trường Sinh có biểu cảm nhíu mày. Hoa tộc vẫn còn lại dư nghiệt ư. Hắn ta vung tay lên, trên không trung xuất hiện mấy trăm đoạn phù văn. Vạn Càn biết cha mình đang tính toán vận khí của hoa tộc. Ban đầu hoàn toàn u ám. Nhưng một lát sau, giữa khoảng u ám chợt vang lên một tiếng rồng gầm, một luồng sáng lóe lên. Vạn Trường Sinh sầm mặt. Không ngờ hoa tộc lại vẫn còn một chút hy vọng sống. Hắn ta tiện tay dập tắt luồng sáng kia, ma khí. Lẽ nào hoa tộc khôi phục được là nhờ ma tộc? Vạn Càn kinh ngạc.
Suốt triệu năm nay, đây là lần đầu tiên biểu cảm của cha hắn ta thay đổi những hai lần chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi. Thưa cha, con xin được san sẻ nỗi lo với cha. Con sẽ đích thân dẫn người đi tiêu diệt hoa tộc, lần này, nhất định con sẽ không trừ lại một ai sống sót. Vạn Trường Sinh hờ hững lắc đầu, không cần. Vạn Càn sững sờ, lẽ nào cứ để mặc cho hoa tộc ngóc đầu dậy vậy sao? Vạn Trường Sinh cười mỉa mai, ngay cả khi hoa tộc ở thời kỳ đỉnh cao nhất, cha vẫn có thể tiêu diệt tất thảy. Dù cho hoa tộc có ngóc đầu dậy một lần nữa thì cha vẫn có thể trấn áp chỉ bằng một bàn tay. Cha thật oai phong. Vạn Càn kích động đỏ mặt, nhưng con cho rằng, chẳng phải là nếu tiêu diệt hoa tộc ngay từ trong trứng nước thì sẽ tốt hơn sao? Hiện tại cha có chuyện quan trọng hơn phải làm, Vạn Trường Sinh nói. Mắt Vạn Càn sáng lên, con cả gan xin hỏi là chuyện gì vậy ạ? Vạn Trường Sinh cười ngạo nghễ, nói cho con biết cũng không sao, mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Cha sắp tấn cấp lên thần hoàng rồi. Gì cơ? Vạn Càn rùng mình, mắt đỏ hoe. Hô hấp dồn dập, ngực phập phồng lên xuống liên tục. Cha sắp tấn cấp lên thần hoàng rồi sao? Chúc mừng cha, chúc mừng cha. Vạn Càn kích động không nói thêm được gì nữa. Thần hoàng. Đây là khái niệm thế nào chứ? Vạn Trường Sinh lắc đầu, phép tắc trường sinh của cha chỉ còn thiếu một chút nữa là sẽ hoàn thiện tuyệt đối. Càn Nhi, con đi với ta tới gia tộc Đông Phương một chuyến, Đông Phương Xá Nguyệt đã trở về rồi. Xá Nguyệt thần đế. Trong đầu Vạn Càn hiện lên một bóng người, ý cha là. Người này không chỉ là mỹ nữ số một ở huyền giới mà còn có phong hào thần đế. Không ai dám khinh nhờn. Vạn Trường Sinh nói, hôm nay, ta muốn cưới Đông Phương Xá Nguyệt. Phép tắc luân hồi của cô ta phải luân hồi 10 kiếp. Tấm thân trong sạch của cô ta chính là điểm đột phá tốt nhất. Vạn Càn nhíu mày, liệu gia tộc Đông Phương có đồng ý không? Vạn Trường Sinh lại cười, sâu trong đáy mắt lóe lên hơi lạnh, năm xưa, khi ta hủy diệt hoa tộc, gia tộc Đông Phương đã từ chối không tham gia. Hại ta phải bế quan mấy chục triệu năm mới khôi phục được nguyên khí. Hôm nay, nếu gia tộc Đông Phương dám từ chối bản đế, chuyện đầu tiên bản đế làm sau khi xuất quan sẽ chính là tiêu diệt bọn chúng. Vạn Càn mừng rỡ, thưa cha đã khôi phục hoàn toàn rồi sao? Quá tốt rồi. Cô nói gì cơ, nơi người chết tới ư? Sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên khó coi. Sở Sở vội vàng giải thích, anh Diệp đừng hiểu lầm. Tôi không có ý nguyền rủa bố mẹ anh. Chẳng qua là thần hồn của người tới giới U Minh sẽ không còn thuộc về bản thân họ nữa. Hơn nữa, giới U Minh còn có một tên gọi khác là vùng đất luân hồi. Diệp Bắc Minh sửng sốt, vùng đất luân hồi ư. Thìn Long lên tiếng, nhóc Diệp, cậu không cần phải lo lắng. Bố mẹ cậu không phải người đoản mệnh, hơn nữa, bọn họ đã dám tới giới U Minh thì chắc chắn là có cách để tự bảo vệ mình. Hiện tại, điều cậu cần làm là gia tăng thực lực của bản thân. Đợi quay về thế giới Tam Thiên, tôi sẽ dẫn cậu đi tìm 11 long mạch con giáp còn lại rồi tính tiếp. Ông ta liếc nhìn Sở Sở, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Tốt nhất là cậu nên giết cô ấy đi, nếu không thì phải luôn dẫn đi cùng mình. Nói xong, Thìn Long tiến vào thế giới không gian, biến mất trong di tích Côn Luân Thượng Cổ. Nháy mắt. Di tích Côn Luân Thượng Cổ bừng lên sự sống. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Sở Sở, làm sao bây giờ? Phải diệt khẩu thôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Sở tái mét, cô ấy sợ hãi bước lùi lại mấy bước, anh Diệp, xin anh đừng giết tôi. Tôi rất ngoan, sẽ không nói lung tung đâu. Diệp Bắc Minh bị chọc cười, ha ha ha, cô không tin tôi tới vậy à? Thôi mà, anh Diệp đừng trêu tôi. Sở Sở dậm chân. Thấy Diệp Bắc Minh không định giết mình, Sở Sở bình tĩnh trở lại, anh Diệp, giờ chúng ta đi đâu đây? Diệp Bắc Minh cân nhắc một lát, về Hoàng Cung Tu La trước đã, sau đó tới thế giới Tam Thiên. Hai người đang định rời đi thì. Đột nhiên. Không gian rung chuyển. Rắc rắc. Giữa không trung chợt xuất hiện một vết rách, một cầu nối không gian xuất hiện.
Đầu bên kia của cầu nối không gian dường như vừa trải qua một trận chiến lớn, luồng khí lưu hỗn loạn ùa qua cả cầu nối giữa hai không gian để sang tới tận đây. Sở Sở lập tức bị hất bay ra ngoài. Diệp Bắc Minh bước tới, đỡ lấy bờ eo thon của Sở Sở. Tiểu tháp, phòng ngự. Anh quát khẽ một tiếng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ra tay, một luồng sức mạnh che chắn cho Diệp Bắc Minh và Sở Sở ở bên trong. Luồng khí lưu hỗn loạn đập xuống nền đất. Đất cát lập tức bốc hơi. Khắp một vùng rộng tới mấy ngàn mét vuông xung quanh đó hình thành một hố sâu tới cả trăm mét. Con người của Diệp Bắc Minh thu nhỏ lại, để phòng nhìn vào vết nứt không gian, đây là sức mạnh gì vậy? Bù! Một bóng người bay tới. Tới khi Diệp Bắc Minh nhìn thấy rõ người này, thì đối phương đã nhào vào trong ngực của anh, ôm chặt lấy anh, nôn ra một búng máu đen. Cứu, cứu tôi với. Mắt tối sầm lại rồi ngất xỉu. Diệp Bắc Minh ôm người trong ngực mình, cực kỳ kinh ngạc, Đông Phương Xá Nguyệt. Cô sao vậy? Anh cúi đầu nhìn thử thì thấy trong tay mình dính đầy máu tươi. Sau lưng Đông Phương Xá Nguyệt có một vết thương sâu tới tận xương. Trong cơ thể cô ta còn có một luồng hơi thở mang tính hủy diệt. Cứu hay là không cứu đây? Diệp Bắc Minh thoáng ngẫm nghĩ, trong tay lập tức xuất hiện 13 cây ngân châm. Tất cả đều cắm vào trong người Đông Phương Xá Nguyệt. Các sư tỷ còn đang trong tay cô ta, tạm thời anh không thể để người phụ nữ này chết được. Vừa sử dụng quỷ môn thập tam châm, là Đông Phương Xá Nguyệt lập tức tỉnh lại ngay. Diệp Bắc Minh đang xử lý vết thương cho cô ta, kẻ phàm trần, đừng chạm vào tôi. Cô ta đẩy anh ra. Diệp Bắc Minh cười gằn, nếu như cô muốn chết thì bị trọng thương đã không tới tìm tôi rồi. Vết thương sau lưng cô rất sâu, nếu không xử lý thì sau này sẽ để lại sẹo. Câu nói này có lực sát thương rất lớn. Không có bất kỳ người phụ nữ nào lại muốn trên người mình có sẹo. Đông Phương Xá Nguyệt im lặng quay lưng lại. Diệp Bắc Minh lại gần, rắc thuốc bột trong tay mình lên trên miệng vết thương. Thực lực của cô không yếu, sao lại bị thương nặng như vậy được? Đông Phương Xá Nguyệt lấy một bộ đồ da khoác lên người, đôi mắt lóe lên ham muốn giết chóc, có người phản bội tôi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Không gặng hỏi gì thêm. Đông Phương Xá Nguyệt hơi ngạc nhiên, sao cậu không hỏi gì nữa vậy? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, xin lỗi, tôi không quan tâm. Cậu! Đông Phương Xá Nguyệt kích động, làm vết thương rách ra chết tiệt. Nếu không phải tại thực lực của bản đế còn chưa khôi phục thì sao bọn rác rưởi đó lại có cơ hội được chứ? Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô cứ lo cho bản thân trước đi đã. Vừa rồi, lúc tôi cứu cô, tôi phát hiện ra trong cơ thể cô có một luồng sức mạnh phá hủy cực mạnh. Nếu không nhanh chóng giải trừ nó thì vết thương của cô sẽ càng ngày càng nặng thêm. Không cần cậu lo, Đông Phương Xá Nguyệt tỏ thái độ lạnh lùng. Diệp Bắc Minh xòe tay, tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi chứ tôi đâu có lo cho cô. Sư tỷ tôi đâu rồi? Đông Phương Xá Nguyệt ngồi xuống, lấy mấy viên đan dược ra nuốt vào. Nhắm mắt lại, bắt đầu chữa thương. Đột nhiên, không gian rung chuyển. Một vết nứt thình lình xuất hiện. Năm lão già cảnh giới động hư đi ra từ đó. Thấy Đông Phương Xá Nguyệt đang chữa thương, bọn họ hơi sững sờ. Sau đó, bọn họ nhìn nhau, mặt kẻ nào kẻ nấy đều nở một nụ cười khẩy. Một lão già gầy gò nói, không chạy nổi nữa hả? Đôi mắt Đông Phương Xá Nguyệt ngập tràn băng giá, bọn phản đồ, tôi đối xử với các ông đâu có tệ. Rốt cuộc Đông Phương Lâm đã cho các ông lợi lộc gì mà đáng để các ông phản bội tôi? Lão già gầy gò lắc đầu, hắn ta không hề cho bọn tôi lợi lộc gì cả. Nếu vậy thì sao các ông lại phản bội tôi, Đông Phương Xá Nguyệt hỏi. Lão già gầy gò cười, cô mất tích lâu như vậy, đã bao giờ nghĩ tới chuyện sống chết của chúng tôi chưa? Nếu như chúng tôi không thần phục Đông Phương Lâm thì chỉ e đã chết từ lâu rồi. Cô vừa mới trở về gia tộc Đông Phương, thực lực còn chưa khôi phục mà đã đòi ra lệnh cho người khác rồi sao? Cô muốn tất cả mọi người phải nghe theo lệnh của cô à? Cô nghĩ chuyện ấy có khả thi không? Đông Phương Xá Nguyệt lạnh lùng, kiêu ngạo ra mặt, tôi là Đông Phương thần đế của gia tộc. Thần đế, ha ha ha. Mấy lão già cười mỉa mai.
Lão già gầy gò lắc đầu, nếu cô là thần đế thì tại sao lại rơi vào cảnh này? Tôi khuyên cô một câu, mau bó tay chịu trói đi. Trở về với chúng tôi rồi cưới Vạn Trường Sinh thì cô vẫn còn giữ được một chút tôn nghiêm cuối cùng. Đông Phương Xá Nguyệt ngẩng đầu ưỡn ngực, bọn nô tài chó má các ông mà cũng xứng để bản đế phải bó tay chịu trói ư. Lão già gầy gò sầm mặt lại. Lão già mặt đỏ quát, nói nhảm với cô ta làm gì? Cứ việc bắt trói mang về thôi. Bù! Bọn họ bước tới, xé toạc không gian, lao tới tấn công. Bọn nô tài chó má, làm càn. Đông Phương Xá Nguyệt lạnh nhạt ra mặt. Năm ngón tay nhẹ nhàng siết lại, đế uy lan tỏa. Lão già mặt đỏ sợ run rẩy, phản ứng chậm nửa nhịp, bị Đông Phương Xá Nguyệt hút tới. Bóp chặt cổ họng. Lão già mặt đỏ sợ vỡ mật, chủ nhân, xin tha mạng. Đông Phương Xá Nguyệt kiêu ngạo bóp chặt năm ngón tay. Chuẩn bị bóp nát cổ của người này. Đột nhiên, cơ thể yêu kiều run lên, phun ra một búng máu đen. Cổ tay buông lỏng. Lão già mặt đỏ rơi xuống đất. Ông ta lập tức hoàn hồn, tỏ ra hung hăng, ha ha ha, cô bị trọng thương rồi. Muốn giết tôi à, nằm mơ. Ông ta tung nắm đấm tấn công vùng bụng của Đông Phương Xá Nguyệt. Sức mạnh của lão già dường như đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng của Đông Phương Xá Nguyệt, người cô ta văng ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Bọn lão già gầy gò thấy vậy lạnh lùng tới gần. Lão già mặt đỏ đứng trên cao nhìn cô ta, đây chính là thần đế sao? Chẳng khác gì chiếc bình sứ, đập một phát là vỡ. Đông Phương Xá Nguyệt tức run người, đôi mắt đẹp vằn vện tơ máu, tất cả các ông đều đáng chết. Cô ta quay đầu nhìn về phía Diệp Bắc Minh, cậu còn không giúp tôi đi à? Bù! Năm người bọn lão già gầy gò, lão già mặt đỏ quay đầu lại. Tập trung nhìn Diệp Bắc Minh. Một giây sau, ha 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 ha, một chàng cười vang lên. Lão già mặt đỏ cười chảy nước mắt, Đông Phương Xá Nguyệt, cô bị ấm đầu rồi à? Tôi thật nghi ngờ, cô thực sự đã từng là thần đế thật sao? Sao lại cầu cứu một người mới tới cảnh giới thiên huyền chứ? Lão già gầy gò lạnh lùng nói, thằng danh kia, quỳ xuống đi thì tao sẽ cho mày được chết toàn thây. Khóe môi bọn họ nở nụ cười gằn. Không buồn đếm xỉa tới Diệp Bắc Minh. Điều khiến mọi người bất ngờ là Diệp Bắc Minh lại hờ hững cất lời. Thứ nhất, chúng ta không thân thiết gì với nhau. Thứ hai, cô là người thích lật lọng, muốn tôi cứu cô cũng không phải không thể, cô cầu xin tôi đi. Thứ ba, lúc cô cầu xin tôi phải gọi tôi là gì? Cô còn nhớ chứ? Gì cơ? Năm lão già đồng loạt sững sờ. Bọn họ quay đầu nhìn lại Diệp Bắc Minh một lần nữa. Sở Sở tái mét mặt, thực sự không chịu nổi ánh mắt của năm người cảnh giới động hư. Cô ấy nấp sau lưng Diệp Bắc Minh. Danh con, ai cho mày nói chuyện? Lão già mặt đỏ nghiêm giọng, mẹ kiếp, mày chán sống rồi phải không? Diệp Bắc Minh chẳng buồn nhìn đối phương, chỉ hờ hững nhìn Đông Phương Xá Nguyệt, tôi cho cô 3 giây, hoặc là cầu xin tôi. Hoặc là tôi sẽ xoay người bỏ đi. 3. 2. Đông Phương Xá Nguyệt cắn chặt răng. Lão già mặt đỏ giận dữ mắng, đệt, mày dám đếm thật sao? 1. Đếm xong số cuối cùng, anh xoay người rời đi. Lão già mặt đỏ xông tới, vung tay đánh về phía đầu của Diệp Bắc Minh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chết đi cho ông. Giọng nói của Đông Phương Xá Nguyệt đồng thời vang lên, anh Diệp. Xin anh cứu tôi thêm một lần nữa. Đồng thời, lão già mặt đỏ đã tới sau lưng Diệp Bắc Minh. Long tổ, ra đi. Gầm. Tiếng rồng gầm vang lên, sau lưng Diệp Bắc Minh xuất hiện một ảnh ảo hình huyết long. Sức chiến đấu của anh tăng gấp 10 lần. Năm ngón tay siết chặt không khí, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay. Vung một nhát kiếm. Phụt. Lão già mặt đỏ không kịp làm gì, nháy mắt nổ tung, hóa thành một làn xương máu. Gì cơ? Bốn lão già còn lại sợ run người. Bù! Một chiếc bóng vỡ lóe lên, con người của bọn họ thu nhỏ lại. Theo bản năng, bọn họ che cổ họng lại. Một giây sau, một tơ máu xuất hiện.
đầu người rơi xuống đất, bục một tiếng, nổ tung. Bốn cái xác đồng loạt ngã xuống. Sở Sở trừng to mắt, đầu óc trống rỗng. Ôi trời ơi, nữ đế mà lại mở miệng cầu xin anh Diệp ư. Anh Diệp chém chết năm gã cảnh giới động hư chỉ trong nháy mắt. Dù thế nào đi nữa cũng thật kinh khủng. Cậu! Đôi mắt đẹp của Đông Phương Xá Nguyệt run lên, chỉ mới mấy ngày thôi mà thực lực của cậu đã tiến bộ nhiều vậy rồi sao? Cậu đã có thể giết chết cảnh giới động hư trong nháy mắt rồi sao? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, sư tỷ của tôi đang ở đâu? Đông Phương Xá Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ở trong thế giới không gian bỏ túi của tôi. Diệp Bắc Minh nói bằng giọng không cho phép thương lượng, giao ra đây. Đông Phương Xá Nguyệt cười một tiếng, đưa tôi tới chỗ này thì tôi thả người. Xoẹt! Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục gác ngang cổ Đông Phương Xá Nguyệt, cô có tư cách gì cò kè mặc cả với tôi? Ha ha! Đông Phương Xá Nguyệt nhắm mắt lại, muốn giết thì cứ giết đi. Nếu bản đế chết thì thế giới không gian bỏ túi cũng sẽ sụp đổ theo. Sư tỷ của cậu cũng sẽ chết chung với tôi. Diệp Bắc Minh sầm mặt lại, tiểu tháp, chuyện này là thật à? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, phải. Diệp Bắc Minh thu kiếm Càn Khôn Chấn Ngục về, cô muốn đi đâu? Thiên Uyên! Thiên Uyên! Diệp Bắc Minh ngẩn người. Hầu tử cũng mất tích ở dưới Thiên Uyên. Từ lâu anh đã chuẩn bị để xuống dưới đó một chuyến tìm kiếm manh mối nhưng vẫn luôn bị nhiều chuyện cản trở, không đi được. Diệp Bắc Minh nhìn Đông Phương Xá Nguyệt, tại sao cô lại phải tới đó? Dưới Thiên Uyên có gì vậy? Đông Phương Xá Nguyệt nuốt mấy viên đan dược, giúp thương thế đỡ hơn một chút. Dù tôi ở bất kỳ đâu trong thế giới Tam Thiên thì Vạn Trường Sinh cũng đều có thể tìm được tôi. Chỉ riêng ở Thiên Uyên là có thể che đậy toàn bộ hơi thở. Còn về phần dưới Thiên Uyên có gì thì cậu đi với tôi là biết. Diệp Bắc Minh suy tư một chút rồi gật đầu. Một canh giờ sau, bọn họ đã đứng trước Thiên Uyên. Bên dưới vách núi đen kịt một màu như thể lối vào dẫn xuống cánh cổng địa ngục sâu không lường được. Đông Phương Xá Nguyệt thản nhiên nói, nhảy xuống đi. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Đông Phương Xá Nguyệt cười, sao nào? Không dám à? Bản đế còn tưởng cậu không sợ trời không sợ đất cơ chứ. Diệp Bắc Minh không để ý tới cô ta, quay người nhìn về phía Sở Sở, Sở Sở, cô về trước đi. Những chuyện tiếp tới đây không liên quan gì với cô đừng để bị cuốn vào. Hả? Sở Sở hơi hụt hẫng, anh Diệp đuổi tôi đi ư. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi không biết tình hình bên dưới vực sâu như thế nào, cô đi theo tôi sẽ chịu nhiều nguy hiểm. Sở Sở vui mừng, được đi theo anh Diệp, tôi không sợ nguy hiểm. Diệp Bắc Minh từ chối, không được. Đông Phương Xá Nguyệt cười, nhóc con, nếu cậu không muốn cô ấy chết thì đừng đưa cô ấy theo. Cô có ý gì hả? Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Đông Phương Xá Nguyệt. Ha ha! Đông Phương Xá Nguyệt cười giả dối, ở hiện trường cậu giết 5 tên cảnh giới động hư kia có lưu lại mùi hương của cô ấy. Với thực lực của Vạn Trường Sinh, không khó để tìm ra cô bé này. Nếu cô ấy không đi cùng chúng ta thì dù ở đâu cũng đều sẽ bị tìm ra. Cậu nói xem, Vạn Trường Sinh sẽ làm gì cô ấy? Mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, anh ngẫm nghĩ một lát, Sở Sở, cô đi cùng tôi đi. Được. Sở Sở cười tươi tắn, chủ động bước tới bên cạnh Diệp Bắc Minh. Ba người không chần chừ thêm nữa. Lập tức nhảy xuống dưới Thiên Uyên. Gia tộc Đông Phương ở huyền giới. Trong đại điện đế cung, Vạn Trường Sinh ngồi trên ngai rồng, trên người lấp lóe phủ văn. Bọn người đứng đầu gia tộc Đông Phương quỳ ở bên dưới. Đột nhiên, Vạn Trường Sinh mở mắt ra, toàn bộ phủ văn biến mất, hơi thở của bọn chúng biến mất rồi, xem ra ta đã xem thường Đông Phương Xá Nguyệt rồi. Không hổ là thần đế. Dù cho cảnh giới bị hao tổn thì vẫn có thể thoát được sự truy lùng của bản đế. Một giây sau, trên không trung xuất hiện 2 bóng người. Chính là Diệp Bắc Minh và Sở Sở. Có ai trong số các người nhận ra 2 người này không? Trước khi Đông Phương Xá Nguyệt biến mất, có xuất hiện hơi thở của 2 người này. Những người đứng đầu gia tộc Đông Phương đều lắc đầu.
chỉ có Vạn Càn nhìn thấy Diệp Bắc Minh là con người thoáng sững sờ. Vạn Trường Sinh lập tức phát hiện ra, Càn Nhi, con biết hai người này à? Vạn Càn gật đầu, thưa cha, người đàn ông này chính là người Hoa tộc mà con nói tới, tên cậu ta là Diệp Bắc Minh. Vạn Trường Sinh nhướng mày. Gia tộc Đông Phương trong đại điện xôn xao. Hoa tộc. Hoa tộc nào, lẽ nào là hoa tộc ở di tích Côn Luân? Sao có thể như vậy được, chẳng phải hoa tộc đã tuyệt diệt hoàn toàn rồi sao? Diệp Bắc Minh rơi thẳng xuống. Xung quanh tối om. Thậm chí có dòng khí hỗn độn lưu động, sau khi xuyên qua mấy chục lớp năng lượng cuồng bạo. Đằng đẵng suốt một ngày một đêm, cuối cùng anh cũng đáp xuống đáy của Thiên Uyên. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, nơi này chính là Thiên Uyên sao? Xung quanh tối tăm, không gian cực kỳ rộng rãi, nhìn không thấy tận cùng. Mặt đất bị cháy đen như thể từng bị một trận lửa lớn thiêu đốt. Sở Sở rùng mình, nấp sau lưng Diệp Bắc Minh, anh Diệp, sao nơi này lại ớn lạnh như vậy? Đông Phương Xá Nguyệt cười khẽ, nơi này là chiến trường giữa các vị thần thời thượng cổ, từng chết hàng triệu triệu người. Chưa biết chừng hồn ma của bọn họ lại đang đứng ngay sau lưng cô đấy. Á! Đã kịp chuyển chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 69.